8:30 lại là 8:30 đây. Hello. Hồi sáng chị Thể Thao Thanh Thi rút được phong bì nhiêu tiền vậy? Hồi sáng chị Thể Thao Thanh Thi rút được phong bì nhiêu tiền vậy? Hello, chị Lan Nguyễn Lê. Ở trong này có cái túi của ai 400 lấy ra để mai gửi luôn nè. Heo quay được bích thủy. Bích thủy là heo quay. Hello, hello. Trời ơi, hôm nay đi xin nè. Hello, mấy chú mèo dễ thương tối có like không? Hello mấy chị. Chủ nhật lên thắp nhang. Tối nay không về được. Tối nay không về. Chủ nhật lên thắp nhang. 2:50 sáng nay rút phong bì to nhất. Chị Nguyên sáng nay đúng rút phong bì to nhất. Vậy thì mình tranh thủ tí xíu nữa sale đồ. Mình hãy lụm tiếp phong bì lì xì nha. Rồi, hôm nay em chuẩn bị cho mấy chị 20 bao phong bì lì xì. 20 bao phong bì lì xì. Hồi trưa em đi xe không mua được gì. 20 phong bì lì xì kèm với lại 20 phong bì thần tài tài lộc ha mấy chị ha. Thì ngày hôm nay em vẫn sale giống như ngày cuối năm tại vì em muốn trả nhà. Hello chị Cẩm đây quá. Thì em muốn trả ra nhà cho nên mấy chị ơi thương em ha, thương em thì người phụ tay trong một tuần này cho nó rút bớt kho hàng để em đưa về nhà và em sẽ dồn lại nhà. 20 phong bì lì xì, mỗi phong bì trị giá rất là nhỏ, chỉ có 20 ngàn thôi. Nhưng mà đây là cả tấm lòng của em ha. Tại vì sáng nay Yên đã cho mấy chị bóng tâm từ phong bì 20 ngàn tới 500 ngàn rồi. Và đây là 20 phong bì, 20 phong bì đều là tiền mới rồi, 20 cái ấy rồi lục. Rồi đây là 20 phong bì địa tài lộc ha mấy chị ha. 20 phong bì thần tài lộc. Dạ, cái này là đã trì chú. Và sẽ có một cái chị mà chị nào mà lượt chia sẻ nhóm nhiều nhất thì Yên sẽ tặng cho mấy chị một cái bộ gì cơ lục. Bộ gì con? Phúc lộc thọ nha mấy chị nha. Chị nào có lượt chia sẻ nhóm nhiều nhất thì Yên sẽ tặng cho mấy chị cái bộ phúc lộc thọ ha. Đây là 20 phong bì. Nói chung là chị nào 20 chị đầu tiên có bill là đều có phong bì. Là đều có phong bì lì xì và phong bì ông đệ thần tài mà đã trì chú cho nên về mấy chị bỏ vào bàn thờ cho em ha, hoặc là bỏ vào cái nơi thoáng mát và sạch sẽ ha mấy chị ha. Rồi 20 phong bì kèm với lại 20 cái ấy ấy. Còn chị nào mà cái ấy mà nhiều nhất á, thì cái ấy thì em sẽ tặng cho mấy chị là ba ông Phúc Lộc Thọ, ok chưa? Ông Phúc, ông Lộc và ông Thọ. Rồi, lên hàng sale đi ơi. Giờ lên hàng gì hả? Để lên hàng gì đầu tiên hả? Rồi, Ti lên phòng, Ti bắt đầu Ti đưa hàng xuống là đưa cái gì? Từ từ nghe. Ti lên Ti coi mã đầm nào á. Mã đầm nào mà Ti cảm thấy còn ít là Ti đưa xuống đây cho chị. Ha? Mã đầm nào còn ít và còn nhiều gì đó Ti cứ đưa xuống 5-10 bao đầm xuống đây. Chị thấy mã nào ổn thì chị đẩy ha. Hello mấy chị, hello mấy chị. Cháu Yên xin lượt chia sẻ nha. Để Yên coi thử cái lượt chia sẻ nhóm hiện giờ chị nào mà chia sẻ nhiều nhất rồi ha. Dạ chị nào chia sẻ nhóm nhiều nhất ai? Hiện giờ cái lượt mà chia sẻ nhóm nhiều nhất là của chị Thể Thao Thanh Y. Dạ, ba ông Phúc Lộc Thọ. Đây em cho mấy chị coi hình ba ông Phúc Lộc Thọ. Rồi Ti nó đem hình xuống rồi mình chơi nha. 92 chị. Hello chị Ngọc Phương Trần. Hello đây nè. Ba ông Phúc Lộc Thọ mà màu vàng nha, đẹp không? Ôi, tặng quà là coi như mê lắm. Ba ông Phúc Lộc Thọ cho một cái chị nào mà có cái lượt chia sẻ nhóm nhiều nhất. Cảm ơn chị Nguyễn Phương, cảm ơn. Đây ba ông Phúc Lộc Thọ. Ông nào ông Phúc, ông nào ông Lộc, ông nào ông Thọ. À ông không biết ông nào ông tên Phúc nữa. Dạ ông nào mà tên Phúc, ông nào tên Lộc, ông nào tên Thọ đâu rồi ba ông. Dễ thương cực kỳ mấy chị. Ba ông Phúc Lộc Thọ sẽ tặng cho cái chị nào mà có lượt chia sẻ nhiều nhất đó. Nhìn nãy giờ vẫn chưa biết ông nào ông Phúc, ông nào ông Lộc, ông nào ông Thọ. Rồi mấy chị nha, có bill dù là hàng sale. Tại vì em ý Yên cần chuyển nhà cho nên ý Yên sẽ sale hết. Ha mấy chị ha. Cái này là tặng cho cái chị lượt chia sẻ nhiều nhất nha mấy chị nha. Ba ông Phúc Lộc Thọ
nha mấy chị. À, năm mới phát tài, cảm ơn. Dễ thương ghê bà ông, em đi sưu tầm á chị Thảo. Đi sưu tầm á. Hồi trưa nay sao không thấy chị Thảo vô, trời ơi, hồi trưa nay cái bộ mèo tài lộc 5 con cũng đẹp. Nói chung là đồ toàn đẹp không. À, yên sẽ sale cho mấy chị mã đầm cam đầu tiên. Mã đầm cam trị giá 280, yên sale 120.000. Yên cần chuyển nhà với lại cần trả nợ gấp những cái khoản cần trả nợ đầu năm. Hay nha mấy chị nha. Một năm mà ta nói thiếu nợ không là coi như cuộc đời yên nó đi xuống. Nó đi xuống hẳn luôn mấy chị. Ha, ông thợ có sửa hả chị? Nhưng mà sửa dắt từ đâu chị? Chủ yếu là ông thợ có sửa mà sửa dắt từ đâu? Đó, một năm nợ nần chút mà ta nói cuộc đời em nó đi xuống dốc luôn mấy chị. Hello, thấy Hồng Phúc Nguyễn Thị 280 sale 120 mã đầm cam. Ha, rồi. Lên hàng tiếp hàng sale đây, chỉ có ý yên là đầu năm bán hàng sale thôi. Chỉ có ý yên là đầu năm bán hàng sale thôi mấy chị. Nhưng mà tại vì trưa hôm nay em khai trương đã rất là hạnh phúc rồi, cho nên ngày hôm nay tiếp tục bán hàng sale cho mấy chị. 280 sale 120 đầm mã cam. Ở trước đây là cái ngực nè, ở trước đây là cái phần nhíu ngực nè ha. Rồi, lên cho em mã đầm cam kèm số ký nha. 280 sale 120. Rồi, của chị Thanh Thanh nè. Của chị Thanh Thanh nè. Của chị Thanh Thanh thì Yên xin lỗi, tại vì trưa nay có quà rồi, cho nên Yên sẽ dành cho cái phần quà này cho những chị khác nha. Đó rồi, Nhung Lâm, năm mới cảm ơn. Rồi chị Nhung Lâm nè, Nhung Lâm thành phố Tây Lò. Nhung Lâm hồi trưa này không có bill đúng không? Nhung Lâm hồi trưa này không có bill đúng không mấy chị? Nhung Lâm hồi trưa rồi, Tây L giờ là hơi bị khan hiếm nha. Tây L là hơi bị khan hiếm nha Nhung Lâm ơi. Rồi Nhung Lâm Tây L trưa nay không có bill của Nhung Lâm. Không có bill của Nhung Lâm. Con ơi bỏ bao lì xì với lại nè. À, một thần tài đã chi chú rồi nha. Và một bao lì xì cho chế Nhung Lâm. Ok chưa? Rồi của Nhung Lâm thành phố 120.000. Chị Võ Thúy Hà đầm cam 70kg. Chào Thái Huyền. Hello hello. Rồi vẫn là một bao lì xì và một thần tài địa, và một ông thần tài, nhớ là bỏ chỗ sạch sẽ giùm Yên. Rồi cái này là của Võ Thúy Hà chưa con? Từ từ từ, máy in đang bị lỗi mấy chị. Máy in đang bị lỗi. Bây giờ Yên còn size XL thôi nha. Nhung Lâm 120 con. Đưa cái máy của anh Ti qua đây chị in cho. Của ai, của ai? Nhung Lâm mà tới ai nữa. Chị Võ Thúy Hà nè con. Ti đâu rồi anh? Ti đâu rồi? Ti bao nhiêu đây, xuống phụ em chút anh Ti. Mấy chị đòi em tí xíu nha. Nói chung là 20 chị đầu tiên sẽ có quà hết ha. 20 chị đầu tiên sẽ có quà hết. Và ba ông Phước Lộc Thọ sẽ tặng cho chị nào có lượt chia sẻ nhóm nhiều nhất thì sẽ được tặng ba ông Phước Lộc Thọ nha mấy chị nha. Anh ơi xong phụ con cái giờ ngầu không có thấy bill được luôn ha. Hello Thái Huyền 72kg XL 120, 280 xe 120. Rồi có quà cho Thái Huyền luôn nha. Một bao lì xì và một địa tài ha. Rồi Thái Huyền 120 con ơi. Thái Huyền XL 120, chị Cherry Phương nè. Tết tươi như bông ha, mấy chị miền Bắc mặc cái gì vô mang bóp cũng đẹp. Rồi Yên có quà cho chị Cherry Phương luôn ha. Hai món quà cho chị Cherry Phương luôn. XL. Dạ chị Quốc Khang ơi, giờ lấy XL được không chị? Chị Lan Trần 2X nè. Chị Lan Trần là 80-90kg nè. Chị Lan Trần là 80-90kg là của chị Lan Trần nè. 80-90kg, hai món quà của chị Lan Trần nè. Hai món quà của chị Lan Trần ở đó hoa in không được hả? Sao vậy? Cái đó của ai à con? Cherry Phương. Ý là một cái thôi Phi, mày làm gì bấm liên tục vậy Phi? Mày bấm liên tục, một hồi nó ra giấy liên tục luôn á. Là nó phải đóng tiền tiếp đó. Cái này của ai vậy? Của chị Lan Trần nè con ơi. Lan Trần có chưa? Của cô Lan Trần, rồi. À, bán gì cho dạ đầm cam gì? Hồng Phúc Huỳnh Thị XL 120 nè. Hồng Phúc Huỳnh Thị hồi trưa có bill không? Hồng Phúc Huỳnh Hồng Thị hồi trưa không có bill thì giờ có quà nè. Rồi đây là hai món quà của Hồng Phúc Huỳnh Thị ha. Rồi Hồng Phúc Huỳnh Thị con ơi. Hai món quà của Hồng Phúc Huỳnh Thị. Hello, hello chị Ngọc Điệp nè. Dạ, dạ đợi em đưa lên cho chị Hồ Quỳnh coi. Bỉ ngạn hoa là nhiêu ký, trăm ký hả? Bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa 100kg không? Rồi đầm cam của Bỉ ngạn hoa nè. Đầm cam 280 xe 120 của Bỉ ngạn hoa. Rồi đây là hai món quà của Bỉ ngạn hoa, một
bao lì xì và một ông thần tài ha, bỉ ngạn hoa. Dạ có size đó 100 kg á chị. Dạ Quốc Khang được không chị? Dạ Quốc Khang hồi trưa giờ có bill không anh ơi? Dạ vậy em không tặng quà cho chị Quốc Khang nha. Ý không tặng quà cho chị Quốc Khang rồi, 120 của Quốc Khang nè. À, có size lớn, dạ chị Thiên Lý ơi, Ý Yên hết size của chị Thiên Lý là size L 60-70kg rồi. Tí xíu chị Thiên Lý chọn mã khác nha. Rồi Hạnh Trần Kim 70-80kg là có quà cho chứ Hạnh Trần Kim luôn. Nhanh tay nha mấy chị, tại vì quà nó có giới hạn á ha. Rồi đây là Hạnh Trần Kim. Trời đất ơi, của Quốc Khang không có phong bì. Rồi Hạnh Trần Kim nè, Hạnh Trần Kim có hai món quà của chị Hạnh Trần Kim. Rồi Hạnh Trần Kim hai món quà nha. Hello chị Bùi Thu Hà, cho em một cái áo, cho em tuốt áo 63kg là cái gì chị Trang ơi? Thằng Tài để sau, thằng Tài này không để sau điện thoại mà bỏ là bàn thờ ông địa thằng Tài cho em nha. Minh Kim Đòn có chưa con? Chưa. Rồi Minh Kim Đòn XL còn, cái XL cuối cùng ở không còn, XL còn. Rồi Minh Kim Đòn, Ý Yên vẫn tặng quà cho Minh Kim Đòn nha. Rồi Minh Kim Đòn 120. Chị Quốc Khang đầm mua giùm nữa hả chị? Chết chết. Cái này chia ra mỗi người, tại vì cái này em có gửi đi chị chú cho nên cái tiền á, cái tiền này thì nó không đáng nhiều, cho tiền chị chú nó nhiều lắm chị Quốc Khang. Cho nên mỗi người một bộ thôi để dành cho những chị kiểu giống như là vậy đó, chị không? Dạ 60kg hết rồi chị Thôi Bích ơi. Cô Bo nhiêu ký rồi cô Bo ơi? Để coi lại nha, hổm giờ quên cô Bo nhiêu ký nè. Rồi lan trên cùng biết đi luôn. À, có lên túi nữa không? À, à, áo ô kĩa vuông có không chị? Áo ô kĩa vuông là áo gì Chiến ơi? Chiến Nguyễn 76kg. 63kg hết rồi nè. Đây là đầm cam nè. Để em cho mấy chị coi lại đầm cam đất nha. Ha, từ từ. Cho mấy chị coi lại đầm cam đất nè. Thể thao đầm cam đất 280, xeo 160 chị. Ở sau có bo, nói chung là con này lên phơm đẹp lắm. Con này lên phơm bao đẹp luôn. Dạ đầm cam đất mấy chị, phơm này đẹp lắm. Phơm này mấy chị về mặt lên là mấy chị mê liền, là dài vừa qua đầu gối nhiêu đây thôi. 280 xeo 120. Rồi cái này của chị Thảo Nguyên nè, cái này của chị Thảo Nguyên Côn Đảo và kèm món quà nè. Rồi cái kia bảy cho chị Quốc Khang chưa? Rồi Thảo Nguyên Côn Đảo 120 nè. Rồi thể thao thanh y nè, để coi được còn không. Thể thao thanh y 120. Thể thao thanh y chưa có quà chưa? Có rồi, giờ em không cho em không tặng quà cho chết thể thao thanh y nha. Rồi thể thao thanh y 120 nè. Dạ 100kg hết rồi nè nha. Dạ Ý Yên hết 100kg rồi nè, chỉ còn size 70-90kg thôi. À phía sau lưng là nguyên set đó chế, chế Chiến ơi. Phía sau lưng là nguyên set, nguyên set này là 300.000 chị. Rồi cái này là của gì đây? Của chị Anh Nguyễn Hay nè. Rồi quà với lại bao lì xì của chế Anh Nguyễn nè. Một năm nhiều sức khỏe nha mấy chị, làm thiệt là nhiều tiền, có tiền ủng hộ Ý Yên nha. Rồi đầm cam đất bây giờ còn size 70-80kg chị Bùi Thu Hà lấy được không? Rồi chị Hậu Nguyễn nè, chị Hậu Nguyễn 75kg, một bộ XL rồi, có quà cho chị Hậu Nguyễn luôn nha. Tại vì Ý Yên cần dọn nhà cho nên sẽ thanh lý rất là nhiều nha mấy chị nha. 85kg còn á chị Giúp Lê ơi. 280 xeo 120 nha mấy chị, ship của nhà em toàn quốc là 20.000. Có quà tặng đầu năm lọc lá chứ không gọi là giá trị, nhưng mà nói chung là có lọc lá cho mấy chế vui, à, cho mấy chế. Nhưng mà lọc lá này thì thực sự giá trị nó không nhiều, nhưng mà nó đã được trì chú nha. Cái phần trì chú rộng là chị mặc size L đó nha. Hồi nãy có một cái chị gì lấy rồi đó. Dạ rộng, nhưng mà nó có bo chân chị sẽ không thấy rộng. Có cái bo lưng á, có size L của size Chiến nha. Size L là 60-70kg nha Chiến. Nó gần có một cái chân váy quần đó, y như hình y như mannequin mặc một con áo dây và một con áo caro. Thì bộ này là 300.000 ha. Nhà Ý Yên là 4 size. Cho em một đầm cam đất 63kg, hết size 63kg rồi chị Thùy Trang ơi. Bây giờ Ý Yên còn size 70-80kg là size XL, và 80-90kg là size XL ha. Lấy một đầm cam đất XL của chị Trà Sữa Linda rồi, có quà luôn. Chị Thiên Lý, nếu chị lấy 70kg thì lấy cái con 70-80kg được không thì báo em nha. Rồi trà sữa gì? Rồi trà sữa Linda là 120.000 của trà sữa Linda. Rồi đầm cam đất cổ tim đúng không Yên? Không, đầm cam đất cổ tim là em đã sale trước Tết rồi, đây là đầm cam tóc bình thường. À rồi ok, chị Chiến lấy bộ này size L 300 cho chị Chiến, bộ caro. Dạ vậy em sẽ để phần quà cho chị Chiến nha, chứ cái này hết rồi nè. Rồi Chiến Nguyễn, Ý Yên tặng cho chị Chiến Nguyễn, hình như là khách mới phải không? Hình như chị Chiến Nguyễn này là khách mới nè. Dạ nhớ mua mặt đẹp, nhớ ủng hộ Ý Yên nha chị Chiến Nguyễn. Rồi chị Chiến Nguyễn 300 nè con.
Chị Chí Nguyễn 300, trà sữa Linda có rồi phải không con? Không, dạ đầm cam đất của trà sữa Linda có rồi nè. Rồi đầm cam đất của chị Diệp Kim Chi. Rồi Diệp Kim Chi, món quà cuối cùng. Tranh thủ nha, còn có mấy món quà thôi nha. Rồi Diệp Kim Chi nè, 120 của Diệp Kim Chi. Đầm cam đất hết size L của chị Nguyên Phạm rồi nè. Hết size L của chị Nguyên Phạm. Dạ ok chị Thiên Lý nè. Ôi chết mẹ rồi, còn không chị Thiên Lý. Đây, hên quá chị Lý ơi. Hên quá chị ơi, còn cái đang để trên đùi hết luôn. Là size XL đó chị. Rồi vẫn có quà cho mấy chị nha. 280 siêu 120 yên cầm chỉ nhà là thiệt nhé, không có nói điêu nha. Yên cầm chỉ nhà. Rồi đây là hai món quà của chị Thiên Lý. Cảm ơn chị Thiên Lý nhiều ha, ủng hộ em. À, cho em xem đầm xanh đen ở sau lưng chị. Đầm đầm màu đen mà có viền xanh đỏ đó hả chị Thảo Đỗ Ngọc? Dạ cái đầm đó phải đẹp vô số. Lấy em một đầm cam đất chị giúp Lê nhiêu ký đây? Chị giúp Lê 85 ký không? Ai nốt cho Thiên Lý. Ờ cái đó thôi cô Thiên Lý. Rồi chị giúp Lê 85 ký nè. Coi xin địa chỉ số điện thoại nha anh ơi. Thì, dạ đợi em chút nha chị Ngọc. Đợi chị, em rồi lấy chị giúp Lê một cái đầm cam đất nè. Một cái đầm cam đất của chị giúp Lê ở lộn. Ờ đúng rồi 120 ngàn. Rồi chị giúp Lê còn một phong bì lì xì, một phần tài ông địa. Rồi hiện bây giờ là địa tài hết rồi nha. Bây giờ là bao lì xì thần tài là đã hết rồi ha. Bây giờ Yên chỉ còn đúng 2 bao lì xì. Yên chỉ còn đúng 2 bao lì xì là có tiền mặt thôi. Còn ông địa ông thần tài là Yên đã hết ha. Đã hết rồi. Đây là chị Thảo. Đầm này là 260 ngàn. Nếu mà đầm này mà chị Thảo mặc lên cùng với giày thể thao là em nói với chị vải bao đẹp luôn. 260 ngàn mà vải đẹp lắm chị. Nói chung là đa số đồ nhà em đều co giãn mà vải co giãn này mát lắm. Đầm này thì mang giày thể thao rất là đẹp. Đầm này em vẫn có tổng cộng 4 size. Nhà em có tổng cộng 4 size. Lên size đi Ti. 60-70 ký mặc size L, 70-80 ký mặc size XL, 80-90 ký mặc size 2X, 90-100 ký mặc size 3X nha nha mấy chị. Dạ đây, đây là đầm cam đất Yên Xeo nè. Đầm này là 280 xeo mấy chị, 120. Hiện bây giờ đầm cam đất nhà em chỉ còn size từ 80-90 ký. Chị nào 78 ký đến 90 ký mặc vẫn vừa ha. Tại vì ở sau nó có cái bo thun cho nên mấy chị đừng có sợ chật nha. Rồi, dạ chị lấy cái mã này hả chị? Chị mấy chị chốt hàng nhà em không cần cho số điện thoại đâu. Tại vì nhà em không gọi điện chốt hàng, một hồi con gái em hoặc chồng em sẽ nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại mấy chị tại cái bay này luôn. Cho nên mấy chị khi like mấy chị cứ chốt lên là kèm số ký thôi. Cho một đầm đen thể thao. Cho một đầm thể thao 63 ký là lấy cái này hả chị Thùy Trang? Rồi, lấy cái này size L cho chị Thùy Trang nè. Rồi 260 của chị Thùy Trang. Vậy Yên chỉ còn phong bì lì xì thì Yên tặng lì xì cho chị Thùy Trang nha. Rồi Thùy Trang 260 ngàn của chế Thùy Trang. Rồi qua mã khác nha. Qua mã khác mấy chị ơi. Qua mã khác tí xíu nữa Yên đưa cái bao đầm, đưa cái bao áo len dệt lên đó, em xe cho mấy chị 70 ngàn cho hết. À, chất vải gì hả Chí Nguyễn? Nó ở dưới á, ở dưới nó là vải giống như phi bóng á, nhưng mà may có lưng thun. Ở trên là áo dây co giãn và ở ngoài là áo caro ha. Đó, một đầm thể thao cho chị Thùy Trang là cái đầm Yên mới cầm ha. À, áo khoác, trời bữa có áo khoác 220 đẹp luôn. Dạ chị Thảo Ngọc Đỗ có chốt đầm đen thì báo giùm em đầm đen nha. Chị Thảo Ngọc Đỗ có chốt đầm đen thì báo giùm em lấy đầm đen nhiêu ký ha. Rồi cái bộ nói chung là khoảng cỡ bây giờ là 10 giờ 5 bây giờ là 8 giờ 51 phút đúng không? Dạ đúng 9 giờ 10. Đúng 9 giờ 10 thì chị nào mà có lượt chia sẻ hội nhóm nhiều nhất thì Yên sẽ tặng cho mấy chị bộ bộ Phước Lộc Thọ ha mấy chị ha. Thì Yên sẽ tặng cho mấy chị bộ Phước Lộc Thọ. Đây nha mấy chị nha, bộ Phước Lộc Thọ. Dạ cần tiền trả nợ, cần tiền dọn nhà. Dạ, chiến về chiến mặc thử bộ đó cho chị Yên, mặc bộ đó hơi bị đẹp, nói chung là thích. Dạ chuẩn bị đây, các còn đợi em dọn qua bên kia, đợi em thanh lý hết cái kho này. Nói chung kho này thanh lý chắc phải 500-700 triệu á mấy chị. Cho nên ngượng tay phụ em nha. Quần rin thì còn số lượng cũng ít à. Cũng ít à. Sale 40, 50, 60, 70. Mấy chị mà mặc cái con quần hàng xưởng 200 mấy ngàn á, mà mấy chị đi mặc cái con quần hàng Việt Nam xuất khẩu nhà em, mấy chị mê. Thời bữa sale còn 70 ngàn mà không biết còn được mấy cái. Nhưng mà cái đó không hứa nha. Cái đó để từ từ chứ không có hứa ha. Không hứa, cái nào hứa thì hứa. Đầm đen chùm râu. Rồi thích là chiều. Đầm đen chùm râu. Mấy chị lưu ý nha, đầm này vải co giãn.
Đầm này 280.000, ý yêu sale cho mấy chị 140.000. Nhưng mà nhà em phom đầm đồ rất là chuẩn nha mấy chị nha. Phom đầm đồ là mấy chị mê tít lắm. Chuẩn đẹp xinh. Vải này là co giãn 4 chiều ha. 280 sale 140. Chốt giùm em là đầm 280 sale 140 đầm chùm râu nha mấy chị. Đầm chùm râu, ý yên hay đặt là những cái tên mà để cho thằng Ti nó dễ lấy hàng à mấy chị. Coi tay phòng nè. Đây là đầm chùm râu nha mấy chị. Khi mấy chị mặc lên cái phom này nó đẹp cực kỳ. Khi mấy chị mặc lên cái phom này đẹp, rất là đẹp ha. Thứ nhất là cổ tim vừa vặn. Thứ hai khi mấy chị mặc lên thì cái nơ này nó sẽ tự đứng ha. Và độ dài thì vừa qua gối chớm nhiêu đây nè. Ha mấy chị nha, vừa qua gối chớm nhiêu đây. Áo thun thì giờ ý yêu sẽ còn áo thun sale 60 ngàn cho mấy chị. Chị thì Trang, chị Huyền Trang, Giang Giang thì chị số điện thoại chị ơi. Thiên Lý luôn, hai chị đi theo chơi với chị Thiên Lý vô cho em địa chỉ cho bọn hai chị ơi. Cái chị Thon Ngọc Đo gì nhắn tin là lấy cái đầm đen 260 size L đi Ti. Chị gì đó, chị vừa nãy rồi coi đầm á. Ừ rồi lấy hai cái size L xuống 76, 6 mấy ký, 63kg. Con coi đi, chốt đi con. Một size L, size L rồi, 260. Rồi chốt giùm cho em nha, đầm chùm râu kèm số ký. Chị ơi thấy em không thấy, em thấy chị quá khứ. Rồi Nguyễn Thảo bên đây, là bỏ cái này vô cho chị luôn nè. Trời ơi bây giờ hết bao lì xì mà cũng hết rồi cho nên mấy chị thương em đừng trách nha, tại vì 20 bill đầu tiên ha mấy chị ha. Rồi bây giờ em chốt đầm chùm râu nè, Nguyễn Thảo My đầm chùm râu XL con ơi. Nguyễn Thảo My 140, mua cái này là được rẻ một nửa giá luôn mấy chị. 140 của Nguyễn Thảo My, đầm chùm râu size L của chị Hương Nguyễn. Rồi, Nguyễn Thảo My có bill luôn. Nguyễn Thảo My có bill trước Tết luôn, kiểm tra coi thử chị Nguyễn Thảo My. Rồi đầm chùm râu size L đó là cọc 100.000 rồi, nốt lên. Rồi, đâu rồi, chị chiếm size L đây. Đâu rồi, size L đâu rồi. Đầm đen của chị Chiến Nguyễn là nhiêu ký đây, Chiến Nguyễn ơi. Con 63 hả? 65 ký rồi, nó nè. Rồi, 6 là size L của chị Hương Nguyễn trước. Rồi kiếm cái size L nữa con. Kiếm size L nữa đây. Hương Nguyễn á con, cô Hương Nguyễn hình đầm đỏ đỏ đó. Rồi, size L của chị Chiến Nguyễn luôn. Một cái 3X, kiếm 3X được con không? 3X của cô Bò. Giái trời giái Phật còn cho cú ba. Ôi ba, ba có bồ chưa ba. Ai đi ngang qua cầu bông. Trời ơi còn size dưới 90 kiếm 2 kg là ba. Nó còn từ size 60 đến 90 kg nha mấy chị. Dạ hết size lớn nha. Đầm rau của Nguyễn Thảo My, chùm rau của Chiến Nguyễn có rồi, có đầm. Chờ chị có đầm rớt không? Vậy chị đầm rớt của ba một cái đầm đen chị đang cầm. Đầm chùm rau to nhất là giờ 92kg nha. Đầm chùm rau 2 của chị Anh Nguyễn. Đầm chùm rau 2 của cha Anh Nguyễn. Dạ size 100kg hết rồi nha. Cô Bo với Nguyễn Thanh Thi. Đầm chùm rau size L của Nguyễn Thúy Hà. Mới thấy size L nè. Hay của chị Anh Nguyễn. Rồi đầm chùm rau size L. Thì kiếm size L ấy. Có không? Kiểm tra bên trong đi. Rồi size L của chị Võ Thúy Hà. 140 con. Cái đầm này vải co giãn phom rất là đẹp, mấy chị về mặc thử sẽ biết ha. Phải đâu rồi? Rồi Võ Thúy Hà size L. Giờ quà từ Tết tới giờ tặng mèo đi chị, chắc bây giờ không còn gì luôn chị. Nói thiệt, dễ duyên không còn một cái gì luôn. Sáng giờ anh tạc từ năm bộ năm mèo thần tài tới bộ địa vàng bạc tới tất cả mọi thứ luôn. Không còn một cái gì hả? Chị Thị Trang ơi, chị vô chị xem xong rồi chị không cho em địa chỉ vậy chị Thị Trang. Chị Thị Trang mà một phút không có nữa thì xả cái đó ra để em tặng cho chị Nguyễn Thảo My nha. Đầm chùm rau hết 100kg rồi chị Thi. Ủa Chiến Nguyễn, sao lấy hai ịt chị Chiến Nguyễn? Chị lấy cái đầm đen đó là cho người bao nhiêu ký? Chứ mà hai ịt là từ 80 đến 90kg mà chị 65kg là chị mặc size 60 đến 70kg là được rồi nha chị Chiến. Chứ mua về rộng mình mặc thùng thình đồng ý mấy chị mua hàng sale. Nhưng mà ví dụ em bán cho mấy chị mà hàng sale mà mấy chị về mặc nó không có vô phơm mấy chị thì nó cũng cái kiểu em cũng không có vui kiểu vậy đó ha. Gia đình một cái đầm cái gì gia đình một cái đầm bên dâu trí 69 1m52 gia đình một cái đầm bên dâu trí 69 ký 1m52. Rồi bé Lùng xử lý cái view cô Thúy Phan này đi. 69kg, 140 Thúy Phan nè. Dạ đầm đen hay của chế Vivi nè. Vivi hồi xưa có view phải không?
Dạ chế BB hay kiếm làm BB cho hay cho BB nè. Rồi hay của BB nè con. Đi đó của ai Thúy Phan hả? Rồi cái lùng xử lý của Thúy Phan đi. Của đây của BB nè. Rồi của cô BB y ngắn á. Dạ hết 100kg rồi chị. Màng lắc quá. Chị Chiến đừng có chốt, chị Chiến chỉ cần comment là bộ đó kèm số ký lên thôi. Ha, ví dụ Yên nói nghe, ví dụ mấy chị nhận hàng theo bên em không đổi trả. Vi ngắn. Còn ha. Chưa là vi dài. Đúng. Thôi thì tự làm đi chứ hét gì rồi. Thì bây giờ tôi đang like cái cục hứng luôn trời. Thì có nghĩa là ví dụ như mấy chị mua hàng chính quy cái bộ 300 hồi nãy chị Chiến là mua hàng chính quy nè. Chị xuống chị kiểm tra là đúng hai cái mẫu này chị Chiến đặt. Thì chị Chiến nhận hàng giùm em vào đi. Thử đi chặt rộng nó Yên ơi, cái bộ áo caro này hồi bữa chị mua nó bị chật kích cái tay này Yên gửi cho chị đổi sai. Là mấy chị cứ giữ bộ đồ đó đi. Yên trên này gửi bộ đồ xuống đổi sai lên XL cho mấy chị rồi shipper sẽ thu bộ size L về. Nói chung là buôn bán năm nay là năm thứ 6 ha. Rất ư là đàng hoàng. À quận 5 thì thành phố thì đơn giản nha. À, coi đầm đỏ phía sau 58kg và dạ, Yên bán hàng big size là từ 60kg đến 100kg. Có những cái hàng Việt Nam xuất khẩu về tới 101kg. Em không có bán size nhỏ thì năm nay để suy nghĩ của thử có nên bán size nhỏ không nha mấy chị. Đó đó he. Rồi đâm chân rau có chị nào chốt nữa không? Mới tỷ đầu sáng giờ mà khai trương không thấy ở đâu ta. Coi coi cái bộ địa tài lạc thì khóc qua khóc lại cái bể nữa. Rồi lấy cái bill đó đồ tặng qua cho chị gì á. Lấy cái bao lì xì đó cho tặng cho chị gì đó. Quyên Thảo My hả chị gì mà có bill nhà mình á. Chị Thúy Phan ơi vô cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Dạ Yên đưa lên lại cái đầm chùm rau lần nữa cho mấy chị nha. Dạ đầm chùm rau là nó là form đầm công sở. Nó là đầm nơ, khi mấy chị mặc lên cái nơ này tự khắc sẽ đẹp. Và tay nó là tay phòng. Mấy chị biết tại sao mà khi mà mình mặc cái hàng co giãn cái độ phòng nó không nhiều không? Tại vì nó là hàng co giãn. Còn nếu may những cái đầm như tuổi tin đó thì nó không co giãn thì mặc mấy chị sẽ bị kích ha. Gì? Rồi cái này đưa cho ai vậy? Nguyễn Thảo My. Rồi treo đầm này lên thì... Chị Phan ơi, bên em không có chọn clip chị, mà em cũng không tìm được clip chị. Chị vô chị cho em địa chỉ cho tụi chị Phan. Chị Phan ơi, vào cho em xin địa chỉ kèm số điện thoại cộng chiều cao cân nặng để lần sau mua hàng cho nó dễ nha mấy chị nha. Em mới vô cho xem lại mẫu đầm chùm rau, mới thấy dơ lên Mỹ Mèo. Thấy đầm chùm rau chưa? Thấy đầm chùm rau chưa hè, chiều trưa nay ngóng Bích Thủy hoài không thấy đâu. Bạn Bích Thủy nó me từ bữa giờ, đầm chùm rau này form đẹp lắm. Tối nay em sẽ bỏ vô cái đầm chùm rau, bỏ vô bao, bỏ bên hông này đi. Ở hôm nay tối chị đăng lên khao mai sầu hàng cho nó dễ. Rồi lên tiếp mã gì cho mấy chị đây? Đầm đen chùm rau. Bỏ qua kia. Lên tiếp mã gì cho mấy chị đây? Sửa mang này vô rồi xem. Đây mấy chị ơi. Dạ Yên lên cho mấy chị một cái mã đầm ngọc trai. Thật sự thì mã đầm này thật sự là không có muốn sale đâu nghe mấy chị. Tại vì cái mã đầm này mà chị nào mập cỡ nào mặc lên cũng gọn. Mà cái form nào mặc lên cũng sướng. Và 280 xe mấy chị 150.000 đồng ngọc trai. 280 xe 150 mấy chị 200. Em nói thiệt 150. Là mấy chị mặc con đầm này lên chị có mê. Và đặc điểm của đầm tần là mặc che được bụng rất là tốt. Và vải nhà em thì co giãn ha. 280 xe 150 đầm ngọc trai. 280 lên 150.000 đồng ngọc trai. Yên đang lên đồ đồ kiểu giống như là cái mã nào mà cái mẫu nào mà nhà còn nhiều á chị Vy, chị My thì sẽ sale những mã đó để em rút em trả nhà. Tại vì đầu tháng là em đã trả nhà rồi cho nên mà mình tranh thủ mấy ngày nay mình theo chịu đèn cho Yên chút xíu nha. Đầm ngọc trai kèm số ký cho em, nhưng mà đầm này mặc đẹp lắm, thấy Huyền màn cửa chủ yếu còn size không nè nha, chứ đầm này đi lấy size L cho Thái Huyền đi. Cái đầm này đẹp lắm nha Thái Huyền. Cái đầm này nó thật sự là rất là đẹp ha. Size L cho Thái Huyền. Cái đầm này vừa form đẹp vừa vải đẹp. Rồi Thái Huyền đầm size L. Cái đầm này là form đẹp, vải đẹp, mẫu đẹp và cực kỳ cân luôn. 150. 150. Bùi Diễm Huyền size L. Hello chị Hằng Lê. Còn coi thử còn size L cho chị Chí Nguyễn không nha. XL cho Thái Huyền. Size L cho Chiến Nguyễn. Đầm này đẹp lắm nha chị Chiến. Từ form tới cổ tới dưới bụng tới ngọc trai ở xung quanh đó đẹp. Cái kia Thái Huyền rồi, cái này cũng Thái Huyền nữa. Cái này XL nè. Bùi Diễm Huyền 7XL 77kg. Bùi Diễm Huyền.
tiết ngủ hả? Giả như mặc cái đầm yếm mà hàng Việt Nam xuất khẩu mà hết lâu rồi, chị Hằng nhiêu ký để bữa nào ý em đi lấy hàng á. Bữa nào ý em đi lấy hàng, ý em tuyển cho chị mấy cái đầm chị thích dây hay chị thích có tay hay chị thích phong cách, chị thích gì bữa nào em đi tuyển cho. Hả? Taylor đúng rồi, Taylor. Nói chứ đầm ngọc trai mà mấy chị không chốt là nó là đẹp hơn tất cả những mẫu đầm khác nha mấy chị. Tuy họ ở trên lầu còn một cái bao đồ ngủ, còn một cái bao đồ ngủ mà 60 ngàn hồi bữa sale quá lộn xộn nó, lấy cái bao đó xuống. Mà hồi bữa chị thấy ở trên này để mấy ba bộ đồ ngủ là của ai? Bữa chị thấy lúc dọn nhà lại thấy mấy bộ đồ ngủ để ở đây nè, là của ai? Đầm ngọc trai kèm số ký đi, mình thích dây yếm. Sao chị thích giống em vậy? Rồi của chị Cưng Út là 73 ký là XL. Con in chị Cưng Út đi con ơi. Cái đầm ngọc trai này mà chị nào chưa mua là nên mua ha, chứ không mua là hối hận lắm luôn á. Tại vì vải đẹp lắm, thiệt, vải đẹp mà form lên đẹp lắm. Có yêu sẽ đưa cái hình này lên, yêu để chữ sale nha mấy chị ha. Mặc size L thôi chị Chiến Nguyễn. Nếu mà chị lên ít L là chị sẽ bị rộng thùng thình, nó không có đẹp. Chị mặc size L cho em, ôm tí gọn tí là sẽ đẹp ha. 73 ký hay là 70 ký? Rồi xả Thúy Phan đi. Trời má ơi, bán hàng có duyên ghê, bán được hai cái đầm, xả hai cái đầm. Ủa, anh ơi, của chị Cưng Út đưa đổi lại size L đi. Chị Cưng Út nói 70 ký rồi, bữa nay bà ốm rồi. Để sửa lại bà 70 ký, chắc bà ăn Tết, bà không cắt thịt theo, bà ăn á, bữa nay bà cứ còn có 70 ký à. Đó, đầm ngọc trai XL của Yến Phi. Yến Phi đầm ngọc trai 150. Bởi vậy, thấy Yên mặc Tết mấy cái thích lắm. Ủa vậy hả? Vậy là chị là gu em rồi. Về lại với nhau đi chị, ráng ăn lên 65 ký vô gặp em. 10 ký nữa thôi, 10 ký nó dễ lắm nha. 10 ký nó dễ lắm. Rồi hiểu rồi, Tết thì sắp bật cua hết tiền đúng không? Tại nó nói dặn dòi. Nó nói dặn dòi. Tết là phải cẩn thận củi lửa nha. Tết năm nay coi như là Mai Duyên lên áo lẻ hả? Rồi để em tí lên em kêu nó sắp có áo lẻ lên em chơi chị. Bởi vậy em dặn mấy chị rồi, Tết là phải ở nhà như em. Chứ thiệt sự cái chân em nó ngựa nó cũng muốn đi lắm. Mà mỗi tội là tại vì ông nội mất 28 Tết đó, cho nên là không có được đi tới nhà ai đấy, chứ không tôi cũng ngựa lắm, tôi phi về quê liền. Giả Yên lên lần nữa đầm ngọc trai nha anh Phước ơi. Sao anh lén uống nước của em hoài vậy vậy? Đây là đầm ngọc trai thì nó là cổ vuông ha, nó là cổ vuông mà nó là đầm tầng, cho nên khi mấy chị mặc con đầm này lên form đẹp lắm. Để tối nay là em sẽ đưa những mã sale lên là em sẽ đăng tiếp cho mấy chị lựa. Mới giảm 15 ký, chắc em lóc chị luôn á. Ai chỉ gì đi giảm ký à? Ai hỏi bộ ngủ đâu rồi? Bộ ngủ mình còn một bao được không? Bữa ai kêu Vi Hà hả ta? Bé luôn phải sợ cô Vi Hà ra, coi thử là phải để 10 bộ ngủ mà size XL. Dạ bộ ngủ nha. Em sale bộ ngủ là mấy chị ghi mà trời ơi, bộ ngủ 160 mà sale 60 ngàn mà biểu sao khách không vô hỏi. Mẹ em nói chị ở cầm bộ ngủ lên mê lắm, mê cực kỳ luôn, rất là mê ha. Đó cho nên là chị nào cũng à, đó Vi Hà nè chị ơi, kiếm size XL nè, để hai bộ ngủ cho Vi Hà đi, để từ từ kiếm thêm mà Ti từ từ nha. Ủa còn ở nhiêu đây hả Ti? Tao ngủ còn nhiêu đây hả không? Rồi Vi Hà còn có hai bộ ngủ, nhắn cho Vi Hà đi con. Nói ơi chị Vi Hà ơi, còn có hai bộ ngủ mẫu chị à. Rồi bây giờ lên bộ ngủ cho mấy chị 60 ngàn, ai chưa mua thì mua ha. Rồi hoa băng đỏ theo 60 nha, theo 60, trời ơi 60 mà vải đẹp, đường kim mũi chỉ cũng đẹp nha mấy chị ha. Dạ ai nói trộn đầu năm kim cử ơ yên cũng kiên, chỉ cần một cái like đầu năm là hoành tráng là được đây. Rồi bộ ngủ bộ này là size, mấy chị chốt giùm em bộ ngủ yên chỉ còn size L và XL thôi. 160 sale 60 ngàn, đẹp chưa? 160 sale 60 ngàn, nhanh tay mấy chị ơi, 60 ngàn ha. Cho em hai bộ ngủ size nhỏ nhất em nè. Bây giờ mà nếu Vi Hà lấy là bị trùng á, nhưng mà bộ ngủ này đẹp lắm. Hai bộ ngủ của chị gì size L vậy? Còn mẫu áo dài hình như còn áo dài vàng. Ti ơi lên lầu coi thử kiếm coi thử còn ba áo dài nào không? Size nhỏ nhất hả? Size nhỏ nhất để kiếm size nha, cứ bình tĩnh đi mấy chế ơi, đừng có nôn nha. Trời sao XL không vậy? Hai bộ 120 con của cô gì á? Em
không trông mong cuộc tình ta như mê say gì. Yêu em anh chỉ riêng mình em. Không có nôn được nha. Ngủ, trời ơi, bộ ngủ này ai nhận cũng khen hết đó. Chứ 160 mà siêu cỡ đó không khen, khen gì trời. Thiệt á. Bộ ngủ giá siêu 60 và muốn gì nữa trời. Đợi đây tí xíu tôi lấy cái bộ ngủ Quảng Châu ra tôi siêu cho 40 rồi. Giờ có một bộ rồi con à. Có một bộ rồi biết không. Con bộ vậy con chị gì ạ? À? Mấy chị chốt bộ ngủ kèm số ký nha. Gì ạ? Xanh Bell chưa có bill rồi. Xanh Bell một bộ là 60.000. À, hai bộ XL của Thái Huyền. Ừ, Thái Huyền có nha. Hai bộ trăm anh ơi vô phụ với luôn. Ủa chứ nãy giờ con chưa in vậy. Con đưa cái máy kia lên là gì in cho. Đưa cái bộ này xuống nè. Đưa cái máy kia lên là gì in cho. Giờ mình bấm cái rồi ngồi chờ con cành nửa tiếng ngồi. Này của ai? Thái Huyền hai bộ 120 nè. Diệp Kim Chi nè, Diệp Kim Chi còn được hai bộ nè. Mát lắm chị Chi. Mát dữ dằn lắm. Ý nói thiệt. Mát cực kỳ luôn. Rồi Diệp Kim Chi hai bộ 120. Hết rồi đó. Hai bộ của Diệp Kim Chi 120 nè. Bộ ngủ của Võ Thúy Hà. Hết size L của Võ Thúy Hà rồi nha. Ủa áo dài vàng hồi à, áo dài vàng hồi bữa mình trao hết rồi mà hết rồi. Bây giờ chỉ có cái áo dài mà Yên mặc tết nó may ra 600-700-800 ngàn lận. Để mai đi em đem qua đây em sale cho 200 size em. Áo dài đỏ mà ai cũng khen đẹp á. Áo dài đỏ mà ai cũng khen đẹp, mai em sale cho 200. Bộ ngủ của Võ Thúy Hà. Cắt cái bao đó lại từ từ bỏ qua em coi nè. Dạ đỏ của Hồng Yến Ngô Thị nè. 60 ngàn của Hồng Yến Ngô Thị. Mỹ Huỳnh một bộ ngủ 78kg 60g một bộ hả chị? Thôi tranh thủ chút thêm nha, cái bill mà dưới 100 ngàn ý cũng khỏe nha. Rồi Mỹ Huỳnh nè. À, bộ ngủ hai màu để kiếm size L cho chá. Chứ cái này size L hết rồi nè chị Chiến ơi. Cái này ý hết size L rồi. Hết size L cho nên chị Chiến ơi, chờ em không có chốt cho Chiến nha. Hai bộ ngủ của chị Yên Phi rồi, có luôn chị Yên Phi ơi. Hai bộ ngủ cho chá Yên Phi 120XL nè. Mấy chị mà 50 mấy 60kg 65kg đợi em. Rồi hai bộ ngủ của Bùi Diễn Huyền nè. Đó luôn cho chế Bùi Diễn Huyền. Rồi Bùi Diễn Huyền hai bộ nè. Hai bộ của Bùi Diễn Huyền. Hồi nãy của Mỹ Huỳnh lấy một bộ màu gì ạ? Vậy hết rồi để chút chọn mẫu khác nha. Hết rồi rồi Bùi Diễn Huyền hai bộ. Chị Thanh Mỹ giờ ý còn một bộ đỏ thôi. Chị Thanh Mỹ lấy em bộ này rồi tí xíu chọn mẫu khác nha. Chút xíu chị Thanh Mỹ chọn mẫu khác giờ Mỹ Yên nha. Rồi 60 ngàn của chế Thanh Mỹ nè. Rồi của chị Cưng ốp hết rồi. Bà đậu cha tôi bán sao giờ còn cái vùng này với cái áo kia tôi cũng hiểu nữa. Má ơi. Dạ Thanh Đeo có một bộ em để rồi nha. Mỹ Hà vô đồ ngủ thấy là 4 bộ nữa xong ơi. Nếu có gì tối em gửi mẫu chị, nếu ok mai chị nhờ bút ráp về nhà cho em luôn. Ủa gì vậy chị Hoa? Nãy giờ ý chưa thấy chị Hoa nói cái gì nè. Hoa chị Hoa ơi từ từ nha, để em hết đây rồi ti đưa bao ngủ vô nữa. Chị ơi còn hết áo dài rồi chị. Áo dài bây giờ ý chỉ còn áo dài yếm thôi. Áo dài yếm là áo dài giống như cái mẫu yếm đang mặc nè. Áo dài yếm có nghĩa là cổ yếm không có tay. Ý Yên bây giờ chỉ còn đúng 3 mẫu áo dài yếm thôi. Nếu chị Hoa thích áo dài yếm thì nhắn tin cho Ý Yên. Tết Ý Yên mặc áo dài yếm ai cũng khen hả. Nếu chị thích áo dài yếm in đó thì chị nhắn tin cho Yên. Ý Yên ơi gửi cho chị mấy mẫu, mấy cái hình áo dài yếm Yên gửi cho chị cho. Tại vì cái hàng đó hàng độc lạ, Ý Yên không có sale nha. Hàng đó năm sau biết đâu mình kiếm được mấy chị. Dạ chưa có nguồn riêng lưng cao. Rồi bây giờ Ý Yên lên tiếp bộ ngủ yếm nè. Bộ ngủ yếm rồi sale cho mấy chị cũng 60 ngàn. Rồi size này size L hả? Rồi bộ ngủ yếm nha mấy chị, bộ này mặc xinh lắm. Gì vậy con? Rồi lấy size XL nữa đi, đây coi thử XL. XL coi thử còn mấy màu để cho Vi Hà luôn á. Rồi đây là bộ ngủ yếm nè. Ở trước đây là cái khuyên ngực nha, cái khuyên inox nha. Nhưng mà bộ này mấy chị mặc lên cưng lắm. Nói chung vải cưng, đường chỉ cưng. Kiếm cho Vi Hà ba màu thì lấy ba bộ, ba màu kiếm ra bộ 60 ngàn. Bộ này một mình em phải 4 bộ á mấy chị. Bộ này nè một mình ý em phải 4 bộ này nha mấy chị. Rồi chốt cho em bộ ngủ kèm số ký.
60.000 bộ sale lẹ đi mấy chị ơi, nha, nhanh. Đó. Rồi chị nào chốt bộ ngủ chốt lên giúp giùm em bộ ngủ kèm số ký mấy chị ơi. Bộ ngủ kèm số ký ha. Ngủ yếm có 80 ký, mấy chị chốt mấy bộ ngủ kèm số ký đi em lấy cho. Còn nếu mà hết thì em sẽ báo cho mấy chị. Cái nội mà mấy chị mà ngồi hỏi là mấy chị không có chốt kịp đâu, tại vì số lượng á 160 mà sale còn 60 thì số lượng nó còn rất là ít nha. Số lượng còn ít lắm. Số lượng còn không có nhiều đâu mấy chị. Bộ ngủ yếm XL của Thái Huyền nè. Ủa sao để tùm lum hết vậy ta? Này ta thấy hai tè lê chồng cho nó có phân đâu, phân không? Rồi Thái Huyền 60.000. À, Thái Huyền 60.000. Bữa ta thấy coi lúc mà dọn Tết ta thấy ba bốn bộ ngủ sắp ở đây nè. Bộ ngủ yếm của Ngọc Giang, hai bộ XL của Ngọc Giang ơi. Hai bộ XL của Ngọc Giang. Hai bộ XL của Ngọc Giang. Bộ này của Trân Ngọc nè. Hai bộ 120 của Ngọc Giang để riêng nè. Rồi, bộ này của Trân Ngọc nè con. Bộ này của Trân Ngọc nè. Rồi đủ chưa? Rồi bỏ vô đi. Ký XL cũng hết rồi nè. Nó lộn xộn lắm cho nên mấy chị phải đợi em để em nè. Rồi một bộ của Thúy Nguyễn Thành Phố nè con. Rồi để kiểm tra ở trong nha, cho nên chưa chắc cái bì ở trong là ít rồi. Cái bì ở ngoài XL ở trong đúng không nha mấy chị. Trời ơi bộ này là nè, XL này của Thúy Nguyễn Thành Phố nè. Thúy Nguyễn Thành Phố. Hai bộ 85 kg của chị Kim Anh Trương nè. Kim Anh Trương một bộ nè. Kiểm tra bên trong nha mấy chị. Rồi một bộ của Kim Anh Trương nè. Rồi hai bộ của Kim Anh Trương hơn quá à. Kim Anh Trương hai bộ 120. Chị ơi chị mặc bộ này chị khoái lắm chị Kim Anh Trương. Dạ. Rồi chị Chí Nguyễn để em coi được coi bao nào còn size L em mới chốt với chị được ha. Hai bộ. Hai bộ. Rồi còn ba bộ cho chị Chí Nguyễn nè. Ba bộ này cho chị Chiến Nguyễn nè. Đúng rồi nha chị Trương Ngọc. Chiến Nguyễn một bộ nè con. Để kiểm tra từ từ nha. Kiểm tra từ từ mấy chị đừng có nôn nha. Nôn cái về hạt xeo lộn đổi nữa là là loài bản hồng á. Chiến Nguyễn ba bộ nè. Hai bộ nè Ti. Rồi còn bộ nữa để kiểm tra nha. Mấy chị đừng có nôn em nha. Tại bán hạt xeo mà không đúng sai mấy chị là lỗi. Là lỗi từ em rồi mất công á. Mà mấy chị lưu ý giùm em hàng sale là không có đổi trả nha. Nếu mấy chị không ưng thì cứ để mua hàng chính quy. Rồi ba bộ của chị Chiến Nguyễn không có trùng. Hai bộ của Diêm Trân Ngọc. Ti ơi, XL còn không Ti? Kiểm tra cái XL thử. Nè XL nè, cái áo nè. Cái áo của cái này kia cái quần này. Có cái bộ đó sai gì. Rồi, của chị Diêm Diêm Trân Ngọc. Đi lờ. Rồi hai bộ của Diêm Trân Ngọc 120 nè. À, Bùi Diễm Huyền là nhiêu ký qua nè. Thủy Quỳnh mới có một cái nha. Gì ạ? Thủy Quỳnh mới có một cái thì còn có một bộ thì chốt một bộ thôi. Bùi Diễm Huyền hai bộ ngủ này, hai bộ hết rồi nha. Bộ ngủ bây giờ còn có hai là 80 đến 90 ký thôi. Này size L nè. Hồi nãy coi size gì ạ? Bùi Diễm Huyền. Bùi Diễm để từ yên nha con. Kiểm tra sai rồi mới in nha. Sai đâu rồi má ơi. Téo tao. Sai Bùi Diễm Huyền. Rồi XL của Bùi Diễm Huyền được một bộ nè. XL của Bùi Diễm Huyền được một bộ nè. Bùi Diễm Huyền một bộ nè. Một bộ yếm XL. Hết XL rồi nha. Nguyễn Nhi cũng hết là của mình. Còn đồ trước Tết đơn gửi một lần nghe đi. Trân Ngọc còn biêu dạ. Chị ơi, mẫu eo vì đen quần này áo nọ là áo hay quần vậy? Từ từ nha, cái gì XL? XL vậy cho chỗ bộ cho chị gì đi. Cho chị Bùi Diễm Huyền hai bộ không đụng hàng phải không con? Rồi chốt cho Bùi Diễm Huyền. Hết rồi. Mỹ Huỳnh chưa? Mỹ Huỳnh lấy thêm bộ yếm được. Ồ, hết rồi. Hết bộ yếm XL của Mỹ Huỳnh này nè nha. Bộ yếm này còn 3 bộ size L. Ha? Mỹ Huỳnh mới
mới có 2 bộ thôi. Con bộ nó sai gì ạ? Rồi chúc Mỹ Quỳnh hay. Hay rồi bỏ vô ghi hay đi. Dạ bây giờ bộ yếm chỉ còn 3 bộ size L là 60-70kg. Chị nào nhỉnh nhỉnh 72kg cũng được. À, rồi còn lại là 4-5 bộ gì đó hay là 80-90kg. Ha, em thích chị bán hàng. Chưa vui vẻ đâu, trời ngày nào về hàng bơm là tao nói cái mặt như con cặc luôn. Thiệt chết. Tao nói ngày nào hàng bơm về là cái mặt như con cặc là có thiệt ha. Có thiệt. Dạ bây giờ hết mẫu ngủ rồi nha. Dạ hết mẫu ngủ. Đó bây giờ chỉ còn 2 size ra size đó thôi. Cho nên chị Thủy Quỳnh tranh thủ chốt nha. Không nói rõ ràng với em, không có muốn mất lòng nha quý vị. Không muốn mất lòng có bất kỳ một ai hết cái gì kia. Ủa cái gì mà kêu dây linh này vậy? Kêu đâu vậy? À bây giờ buổi chưa đi hết luôn. Mẹ ơi thấy cái tự nhiên tưởng hàng bom. Còn muốn xỉu luôn á. Không có trùng nhau. Không có trùng nhau. Không thở từ từ cho em nghiên cứu rồi em bán tiếp cái gì cho mấy chị. Rồi lên tiếp hàng Ti ơi, con thử hàng gì nữa. Ở trên lòng nó có Ti ở dưới cái kệ sắt á, nó có một cái chồng đồ ngủ xanh đỏ tím vàng hàng Quảng Châu, nó bị mắc phong long á, mày hút hết ở đây. Chị nào mà từ 45kg tới khoảng cỡ 75kg thì ngồi tại đấy yên bán bộ đồ ngủ cho mấy chị 40.000 thôi nha. Yên bán 40 thôi. Nhưng mà tại vì khi mà mình đặt hàng bên Tao Bao gì á, bên Quảng Châu gì á, thì mình không có, có nghĩa là muốn đặt thử nhưng mà nó bị dính sai nhỏ mấy chị ha. Cho nên Lý Yên sẽ bán lỗ cho mấy chị, lỗ hơn một nửa giá luôn á. Nếu mà tính trực tiếp luôn về đây là gần 90.000. Nhưng mà mấy chị biết làm sao không? Là khi bán cái mẫu này cho mấy chị là Lý Yên phải mở từng cái bịch để kiểm tra. Có giùm chị Yên, có giùm. Đây là cái đầm mấy chị phiên lai mà hết rồi. Đầm này Yên bán hết rồi nha chị. Đợt này là ra áo lẻ nhiều lắm, mấy chị nhớ bấm theo dõi Yên nha. Rồi 40.000 một bộ. Chị gì à, chị gì 55kg còn lại tại đây á. Bán cho mấy chị 40.000 một bộ thôi. Hàng Quảng Châu sự thật nha mấy chị. Rồi bộ đây 40.000 nè. Chốt giùm em vàng 40.000. Bộ này size còn cỡ 60-70kg. Chốt giùm em mã vàng. Mã vàng ha. 40.000. Trời ơi quá sướng cái gì nữa mới chứ. Trời ơi bộ này là quá sướng, hàng Quảng Châu nha, cho nên vải nó mịn lắm ha. Vải mịn. Rồi 40.000 Yên không xét nha. 40.000 mã này nha mấy chị nha. Mã này 40.000. À, nói chung là từ 55-70kg được mã này, 72kg cũng vừa. Vàng của Ngọc Phương Trần. Vàng này của Ngọc Phương Trần 40.000 nè. Vàng của Ngọc Phương Trần 40.000. Để email anh để làm xong chút dọn luôn bảy. Kiểm tra nha Thái Huyền ơi. 5 màu hả? Rồi để chọn cho Chiến Nguyễn. Chiến Nguyễn màu im, đừng có nhúc nhích, đừng có thở nha. Rồi Thái Huyền 50.000, à Thái Huyền 40.000, chết mẹ ơi, bác ta 40.000, qua ta Thái Huyền 50.000. Rồi Thái Huyền 40.000. Lấy em bộ này hả Mỹ Quỳnh? Mỹ Quỳnh nhiêu ký Mỹ Quỳnh ơi? Mỹ Quỳnh ơi nhiêu ký à? À lên dâm hả chị? Đợi, à, Ti ơi, ở trước Tết mình còn một cái bao dâm hàng xeo Việt Nam xuất khẩu 160. Thôi thử còn cái bao đó không? Hay là mình nhớ cái dâm đen ở trên lầu? Dâm đen trên lầu 70.000 hả? Không, dùm chấm bi rồi là nhà dưới 160, hàng Việt Nam xuất khẩu. Rồi kiểm tra thử nha Mỹ Quỳnh ơi. Rồi mình kiểm tra thử Mỹ Quỳnh thử cái mẫu này Mỹ Quỳnh bảy bao nhiêu ký. Mẫu này 80kg là mặt bị căng á chị Trúc Nguyễn. Mẫu này mà 80kg là mặt bị căng á. Thì tại vì cái này là em đặt thử cái, tại vì hồi xưa xưởng em nó may đẹp con hàng Quảng Châu mã này. Nhưng mà khi mình đặt thử thì mình không có biết bên nào đẹp hơn. Nè cái này 75kg vừa nè Mỹ Quỳnh ơi. Rồi Mỹ Quỳnh 40.000 con ơi. Mỹ Quỳnh không có dấu nha, là Mỹ Quỳnh được 2 bộ nè. Rồi 40.000 của Mỹ Quỳnh nè. Rồi xanh beo 1 bộ nè. Xanh beo 1 bộ 40.000 của xanh beo. 76kg chốt em hả? Rồi đã kiểm tra nha. Nó làm size tiểu lao lắm. Thiệt.
làm sai tào lao lắm luôn á. Bán 70.000 là bán để rút hàng lại thôi, chứ thật sự là thôi mình kệ mẹ nó đi, chứ giờ mà ngồi tính toán thì nó bị sót mấy chị ha. Giờ ngồi tính toán là nó bị sót nha. 76kg Nguyễn Nhi. Rồi Nguyễn Nhi 76kg một bộ trước đi. Nguyễn Nhi 76kg một bộ trước đi con. Rồi để riêng cái này cho, để riêng cái này cho gì quên rồi. Bộ ngủ này không có tay của tôi chỉ người. Nguyễn Nhi một bộ trước đi. Rồi bộ vàng các chị nào chốt nữa không? Các chị nào chốt nữa báo em lên cho mấy chị bộ cam đất nha. Em lên cho mấy chị bộ cam đất. Bộ cam đất thì cái độ dẻ nó chỉ có 20-30% thôi, nó không có được như bộ vàng ha. Nhưng mà cái vải nó vẫn là dễ thương và dễ chịu nha mấy chị. Cái vải nó vẫn dễ thương và dễ chịu, cho nên là mấy chị chốt bộ. Nhưng mà bộ này thì size bé mấy chị, nó gây hay, chứ bộ này size bé lắm, không có lớn. Bộ này khoảng cỡ 60-65kg là hết mắt nha. Coi nốt mấy chị cho số ký vô đi nha. Chị Chiến gì đó nốt số ký vô chưa? Cái bộ cam này nè mấy chị. Cái bộ cam để coi thử tụi bay thử. Gì anh? Rồi bộ này cho chị Chiến nè. Hai bộ này cho chị Chiến trước nè. Hai bộ cho chị Chiến Nguyễn nè. 40.000 cộng 40.000 của chị Chiến Nguyễn. Rồi cam đất nha mấy chị. Cam đất. Rồi vàng của chị Phủ Dương 40.000 nè. Vàng của chị Phủ Dương 40.000. Rồi cam đất đó, ai chốt thì chốt. Là độ giãn của cam đất nó không bằng vàng nha. Em nói rất là rõ luôn á mấy chị. Em nói từ ai đợi zoom thì đợi nha. Zoom đẹp lắm. Coi như zoom này nhẹ yên bán. Gì? Nhi Nguyễn hồi nãy gì đưa ra rồi mà. Cụ Dương. Nhi Nguyễn hồi nãy có 1 bộ rồi mà đúng không? Cụ Dương 1 bộ. Không có trắng chị, nó không còn một cái màu xanh nữa thôi chị. Nó không có trắng, nó có 3 màu rồi mà chứ. Yên tâm nha. Đồ ngủ mà khi em chọn em cũng không chọn trắng. Đợt này em may mấy bộ ngủ mà tay dài măng gồ cho mấy chị thử. Mấy chị ưng không? Tại hồi giờ em biết khi nào đi được bộ ngủ bụi tay dài lắm. Mỹ Yên thích mặc dây, Mỹ Yên đâu đi tay dài. Đó là màu xanh này chị Chiến. Đó, nó có 3 màu đó thôi. Nè, cho chị Chiến thêm bộ màu này nữa nè. Cam đất có size em không? Dạ size chị Giang 75kg rồi. Cam đất thôi chị Giang đừng mặc. Chị Giang mặc màu vàng hoặc màu xanh đi. Xanh đen đi. Rồi ai lấy xanh đen thì Yên kiểm tra nha. Ai lấy xanh đen thì Yên kiểm tra. Xong rồi lên zoom ha. Ai lấy xanh đen thì Yên kiểm tra. Xong rồi lên zoom nha. Ai lấy xanh đen thì báo em. Rồi xanh đen của chị, của chị Nhung Lâm nè. Ủa sao Nhi bữa nay, Nguyễn Nhi bữa nay sao còn có 76kg hả Nhi? Rồi Nguyễn Nhi 40.000 nè. Nhung Lâm 40.000, Nguyễn Nhi 40.000. Rồi xong qua mẫu nha mấy chị nha. Qua mẫu ha. Xanh 72kg của chị Củ Dương có 3 màu thôi. Rồi của chị Củ Dương là 73kg, có bé xíu. Xanh của chị Giang Nguyễn là... Rồi của chị Giang Nguyễn 40.000. Dạ cố gắng bill trên 100.000 đi hàng được nha chị. Bây giờ Yên lên zoom hàng Việt Nam xuất khẩu. Zoom này là Yên có size từ 60-85kg. Chị nào nhỉnh nhỉnh 1-2kg vẫn được, tùy màu nha. Dạ số lượng còn rất là ít. Mấy chế mà mặc con dâm đùi này lên một đôi sandal của nhà Yên bán nữa là em nói mấy chị bao đê mê. Bao mê bao mỏng nha mấy chị nha. Rồi lên cho mấy chị nè. Tí xíu rồi tối nay Yên sẽ đăng cái hình đầm ngọc trai. Hồi nãy sale 150 lên cho thấy rồi mê tiếp. Rồi lên cho mấy chị một con dâm đùi. Dạ dâm đùi này là size khoảng cỡ dưới 8, khoảng cỡ 80kg nè. Chị nào 70-80kg hút con này vải co giãn phơm bao đẹp luôn. Vải co giãn phơm bao đẹp mấy chị xanh. Chị nào chốt 70-80kg chốt con dâm xanh này cho em. 70-80kg 70-80kg con xanh nhớt. Chị nào chốt xanh nhớt chốt lên giúp dùm em xanh nhớt. Vàng 40.000 70kg của chị Khuyên Mai. Dạ cố gắng bill trên 100.000 nha chị. Cố gắng bill trên 100.000 giúp em ha. Cố gắng bill trên 100.000 giúp em. Rồi em lên cho mấy chị một con dâm caro. Con này là cái mã dâm này là Yên bán phải 200 con rồi nè.
Em bán phải 200 con dùm rồi đó. Con này tới 85kg nè. Con này 70-85kg. Dùm của Bùi Diễn Huyền nè, 160.000. Hàng này là hàng Việt Nam xuất khẩu, cho nên mấy chị mua ở cái giá này mà vừa mềm vừa đẹp nha. Con này mặc đơn giản lắm, khi mấy chị mặc lên chỉ cần thêm một cái đôi giày sandal đi chơi là bao đẹp ha. Rồi chốt giùm em dùm caro 70-85kg, dùm caro ha. Dùm caro 70-85kg. Em lên cho mấy chị một con dùm loan đen. Em lên cho mấy chị một con dùm loan đen. Mấy chị dùm loan đen. Ai chốt dùm loan đen chốt giùm em cứ 60-85kg có size nha. Dùm loan đen. Loan đen nè ha. Caro nè, mỗi mẫu còn có 1 cái à. Rồi dùm đen mấy chị ơi. Dùm đen kèm số ký. Dùm đen cũng có size 60-75kg, 160.000. Chị nào chốt dùm đen chốt lên giúp dùm em dùm đen kèm số ký nha quý vị. Dùm đen kèm số ký. Hơi bị cưng nha. Em nói thiệt với mấy chị, hàng Việt Nam xuất khẩu mà nó lên form một cái là mấy chị chỉ có mê tới mê thôi ha. Dùm caro của chị Lan Trần nè, 160 của chị Lan. Em nói thiệt với mấy chị, mà hàng Việt Nam xuất khẩu mà lên form một cái mấy chị chỉ có mê tít xà lò thôi. Mê không có lối thoát hết. Mê mà chữ lê kéo dài đó mấy chị. Mê mà chữ lê kéo dài ha. Cho nên những con dùm này mấy chị bán Trường Kỳ Kháng Chiến, bán từ mùa quýt qua tới mùa chùm ruột, từ mùa chùm ruột qua tới mùa ẩu, từ mùa ẩu qua tới mùa lá thủ địch, lá mắc cỏ vẫn còn bán được. Hello chị Nguyễn Hoa Quân, Tết không thấy chị đâu luôn. Thiệt, nguyên năm còn thấy chị, tới Tết không thấy chị đâu luôn. Thôi rồi, ta đã xa nhau mấy chị. Bóc cái con áo màu xanh két trên bàn cái gì cho chị. Cho em địa chỉ số điện thoại nha chị ơi. Rồi à, bận quá. Dâm đen của chị Bùi Diễm Huyền nè, 160. Dâm đen của Bùi Diễm Huyền 160. Dâm đen của Chế Chi Hồi. Cái dâm đen này 160 về với chị mặc đáng đồng tiền bát gạo lắm. Thiệt. Nè, thiệt sự là hai con áo này lấy yên để dành lại mặt đó mấy chị. Hai con áo này để dành lại mặt nè. Có một cái chị Thiên Lý. Có cái chị thôi giờ khỏi kêu đi. Size của em 72-82kg. Hốt con áo này sale cho 90 là về mê khúc liền. 72-82kg em bán cho 90.000. Con này là hồi trước Tết mấy chị dành lộn nè, nhưng mà ở bên nhà lại yên có 3 con rồi, tại vì mê quá thì để dành thôi, nhưng mà quyết định là sẽ may thêm. Quyết định sẽ may thêm mà may màu khác, cho nên là sẽ bán sale cho mấy chị 90. Con này đẹp lắm. Con này mấy chị thấy hay mặt chụp hình là biết là con này nè. Tại vì thứ nhất là rớt vai, mà thứ hai là tay cánh tiên tần. Đó, cho nên khi mấy chị mặc con áo này với cái chân váy quần đẹp lắm. Dâm đen 65kg của chị Chí Nguyễn nó không còn đuổi nè. Con này đẹp lắm chị Chiến. Tối là lúc nào em cũng live xuyền 8:30 nha. Còn nguyên ngày thì em sẽ live nhiều giờ mấy chị ha. Rồi đây, đây nha mấy chị nha. Con này đẹp lắm chị Chiến. Con này khi chị Chiến mặc lên là bị chị Chiến mặc lên cái form là mê. Mê lắm ha. Con này rất là mê luôn. Chị mặc lên cái form là bao đẹp, bao xịn sò cho chị. Bao sang xịn mịn. Tại khi mặc căng lên đó mấy chị sẽ thấy đẹp ha. Đây chị, phải đuổi 160. Áo 90.000 màu đen của Nhi nè. Của Nhi trước. Áo 90.000 Nguyễn Nhi. Khuyên Nai 1 phút nữa không có địa chỉ số điện thoại trong tin nhắn yên phản đi nha. Rồi nữa không? Chị Khuyên Nai vô cho em địa chỉ số điện thoại chị ơi. Chị Chi Hồi này thì bây giờ cứ ai mà cắt cục hàng bơm gì thì cứ chuyển khoản hết mới đi hè. Nhắn tin địa nhắn số tài khoản cho chị Chi Hồi đi. Chuyển khoản ha, thì chuyển khoản hết rồi đi hè. Áo xanh của Chi Hồi 90.000 à. Rồi chị Chi Hồi chuyển khoản giúp em nha. Chuyển khoản giúp em hoặc cọc một cái kẹp mobi 100.000 đi hè hả chị ha. Mấy chị phụ em mượn tay nha. Áo đó em hết size rồi chị Hoa Quỳnh. Tại vì áo đó là hồi bữa trước nó đi sale hết mà còn chừa lại 2 cái để mặc các chị Hoa Quỳnh ha. Còn chừa lại 2 cái. Cái dâm đen này nha. Đúng rồi chị Chiến. Cái dâm đen này đẹp lắm chị Chiến. Tại vì khi đưa lên nó bị đùng á. Nó bị đùng quá chị Chiến ha. Chị Chiến có lấy cái dâm đen á thì lấy nha. Tại vì khi cái form dâm á mặc lên cưng lắm.
mặc lên rất là cưng dùm này luôn. Em vẫn sẽ lấy về thêm nha mấy chị. Nếu mà em đi kho mà có mã này em vẫn lấy về thêm. Tùy đưa cái đồng công sở. Mấy chị chuẩn bị chốt mã này nè. Mã này đẹp lắm. Mã này. Mấy chị chuẩn bị chốt mã đầm này. Giá 280 xem 150. Thật lòng là vẫn muốn xả hết hàng để dọn về một nhà nha. Tại vì không đủ khả năng để gồng bên này nữa. Với lại bán này rất là chậm. Kinh tế đi xuống, công nhân cũng xuống. Ý yên bán đa số là công chức, công nhân viên. Nói chung là không có phải bán giới cao cấp. Cho nên là năm nay mọi người đều khó khăn. Cho nên Ý Yên sẽ dồn lại một nhà. Bán nhỏ nhỏ giống như ngày xưa mà vợ chồng Ý Yên lập nghiệp sao thì về trở lại ban đầu. Làm cho đủ nuôi tới lùng rồi năm sau 18 tuổi tới lùng nó cưới chồng em ghẻ luôn rồi đó. Rồi em vợ chồng già em hủ hỉ với nhau mấy chị. Vậy là chị Chiến lấy con dùm đen ha. Mặc thử đi rồi mai mốt đi vô hỏi Ý Yên ơi còn mẹ dùm nào giống vậy không. Nghe. Đó. Lên cho mấy chị một mã không sợ. Mấy chị ơi em lên mã không sợ thì mấy chị mê nè. Thứ nhất vải co giãn, thứ hai form rất là đẹp nè. Võ Thúy Hà ơi tranh thủ chốt cái mã này chứ cưng dữ dằn lắm. Cưng ơi là cưng luôn. Cưng quá trời cưng luôn. Ha. Đây 280 xe 150 mã đầm viền trắng kèm số ký. Mã đầm viền trắng kèm số ký nha mấy chị nha. Chị Thuyền Nai, chị vô chị xem mà chị đi ra chị em cho một phút nữa không có thì chị em trả đi chị Thuyền Nai nha. Bữa nay không gọi để chốt hàng nha chị Thuyền Mai. Hello chị Thanh Trần. Vô trễ rồi nha. Không còn gì để tặng tài lộc cho mấy chị, vô trễ rồi. Rồi lên cho mấy chị nè. Lên cho mấy chị đầm công sở, đầm viền trắng công sở kèm số ký 280 sale cho mấy chị với giá là 150.000 đầm viền trắng. Chị nào chốt đầm viền trắng chốt giùm em chị Thúy Nguyễn XL Tì ơi. Ở XL của chị Thúy Nguyễn nè. 150 vải đẹp lắm chị Thúy. 150.000 của chị Thúy Nguyễn thành phố. 150.000 của chị Thúy Nguyễn thành phố. Rồi ai nữa mấy chị ơi. Ai nữa đầm khuy ren 280 sale của Thái Hiền. Dạ có một màu à chị Thúy Phương ơi. Ý Yên sale mã nào giờ nó dính mã đó. Rồi Thái Huyền mày hay đò hay mà để trong cái bì size L nè mấy chị thấy không. Thấy chưa mày. Quăng một cái là chết. À ghẻ tí lùng ui giờ cưới vợ cho anh Bảy nhà mình. Sao lúc này chị cũng hiểu em hết trơn. Cưới chồng cho quỷ Bảy chứ không phải cưới vợ chị. Lai là tướng thì có 16 tuổi người ta cũng tin với người ta cũng sao vô 17 tuổi chứ 16 gì. Đi vô bệnh viện Nhi Đồng 2 ấy để phát quà đó mấy chị, phát quà cho mấy em bị ung thư á. Nó không cho Mỹ vô. Nó nói Mỹ dưới 16 tuổi nó không cho Mỹ vô đâu. Mẹ Mỹ đứng Mỹ rút. Mỹ rút thỉ căn cước ra rẹt rẹt có mồm luôn. XL là rồi XL của cô Trang là con 150 của cô Trang. Size L đó. Đúng rồi. Kiểm tra bên trong size L của Thái Huyền. Trời ơi nói con này đẹp lắm. Tại vì bữa sau em sẽ mặc, lúc nãy em cũng mặc quần sọt với áo dây để em thử đồ cho mấy chị ha. Định nói gì quên rồi, thôi khỏi nói là định nói gì quên rồi. Dạ cái con viền trắng này nó đẹp lắm mấy chị. Tại vì cái con xưởng em nó bị đứt dây lắm. Cái mã viền trắng tới bây giờ vẫn đẹp nha mấy chị. Chị nào hồi nãy hỏi giùm đâu rồi. Bộ tuyết Haro xong lưng 300 á Mi Huỳnh. 300 nó gồm có 3 mẫu. Nó gồm có chân váy quần phi bóng, em thấy vải đẹp không? Kèm một con áo dây và kèm một con áo khoác caro. Cái bộ này mang với giày thể thao bao đỉnh luôn. Em nói thiệt đây là cái con đầm nhung đỏ mà nơ trắng Ý Yên ghiền nhất mà cuối cùng lại không bán được. Ngày mai em sẽ mặc cái bao mẫu đầm này em. Nó nói nghe nè mấy chị. Nếu mà làm ơn mà mình mua đồ mà sale giày mà mấy chị không muốn cho địa chỉ số điện thoại thì mình đừng có mua. Em nói thiệt, mua rồi nhà em tốn cái bì bóng tội nghiệp nhà em. Dạ mất công ghi rồi, không có tiền mua sữa cho anh Phước, mấy chị thông cảm nha. Dạ này chồng em thôi, không có tiền ăn uống ốm nhâm nhấp lòi hai lòi đít luôn. Dạ đầm ngọc trai là 280 sale 150.000. Chị nào chưa chốt tranh thủ chốt đầm này. Mấy chị chốt để làm gì, để đi ăn tiệc. Nói thiệt đầm này mà mấy chị mặc lên mà không đẹp thì đi kiếm tôi. Kiếm tôi làm gì thì tôi chưa biết đi. Con đồ ra. Mày giỡn mày ngồi mày bẹt nữa rồi hai đứa mày quýnh lộn rồi mét tao nha. Nha.
Rồi hai đứa tụi bay quýnh lộn rồi mép tao. Tao đã đạn cho mày biết tao vừa nha. Mày lì như quỷ sứ vậy á. Một năm này mày để tao không chửi một ngày nào chắc tao chết đó Ti. Thấy chưa luôn nha. Thấy chưa luôn nha. Rồi công bố. Công bố Phước Lộc Thọ. Ông Phúc. Ông Lộc. Ông Thọ. Chết ô kéo kéo. Nàng đã mang tên loài hoa núi rừng không không. Cảm ơn chị Hoa Quỳnh có một lượt chia sẻ về trang cá nhân nha. Cảm ơn Bích Thủy có một lượt chia sẻ. Cảm ơn chế Anh Nguyễn có một lượt chia sẻ. Cảm ơn mấy chế rất là nhiều. Như Yên bà Như Yên đâu rồi sao ở đâu thôi lo vô đây 7 lượt chia sẻ. Bỉ Ngàn Hoa cũng vậy. Trần Nhật Mỹ 4, Ngọc Phương 5. Dạ và cái người mà lượt chia sẻ nhiều nhất vẫn là thể thao Thanh Y nha mấy chị. Rồi thể thao Thanh Y có ở đây không vậy? Cái lượt mà chia sẻ hội nhóm nhiều nhất để cái bộ Phước Lộc Thọ này ở ngoài sân bóng đá của chế nha. Ôi đẹp không? Rồi, ông nào ông Phúc, ông nào ông Lộc, ông nào ông Thọ, ông Thọ là có sữa hả? Phúc Lộc Thọ. Ủa đâu có ông nào có sữa đâu ta? Ủa ông nào có sữa đâu? Đâu đương nhiên là thử. Dạ. Ông đây ông Thọ nè, ông Thọ căng căng cái cây nè. Thọ nó dài. Ông Phước nè, ông Lộc nè. Ông Phước đứng kia kìa. Ông Phước đứng kìa. Đây nè, Phúc Lộc Thọ. Phước Lộc Thọ hay Phúc Lộc Thọ gì cũng được hết nè con ơi, thể thao Thanh Y. Rồi tặng bộ này cho chế thể thao Thanh Y nha. Đây. Cho chị Nhung Nguyễn coi là con đằng đàng hoàng như bể một cái là bà khóc. Ta nói bà khóc thấy mẹ luôn á. Chứ không phải dễ gì có cái bộ ở đâu. Sao thấy ông nào cũng có râu vậy? Ông nào cũng có râu á chị, thấy ông Phước cũng có râu mà. À Đồng Ngọc Trai đâu Ti? Đây Đồng Ngọc Trai đi chị Nhung. Nhưng mà Đồng Ngọc Trai đẹp lắm chị Nhung ơi. Nói thiệt luôn, Đồng Ngọc Trai đẹp dữ dàng lắm. Bất Thủy nó không lấy đồng này cho con nó chứ đồng này vải đẹp nè, phơm đẹp nè. Chút nữa em ông Phước là ông bảy rụng ở đó. Về tính ra tao cũng có Phước chứ bộ không? Vuốt tóc. Đây nè mấy chị. Nhưng mà vợ mấy vui lắm. Má có Phước gớm. Tao cũng thấy tao có Phước Thủy. Đá cá ngựa có 10.000 con mà ăn tao 800 mấy. Coi như đời tao hết đường luôn rồi. Vậy là có Phước chưa? Ý em hỏi mấy chị vậy là em có Phước chưa? Rồi bây giờ em sẽ lên một mã nằm hoa xeo cho mấy chị nha. Hình như mã nằm hoa này còn có một size à. Thôi 280 xeo cho mấy chị 120 luôn ha. Mã này hình như còn có một size à. Mã này con gái Bích Thủy nó mặc đẹp lắm. Mã này gái Bích Thủy nó mặc nó cột cái dây lên cổ. Nhưng mà thiệt sự cái dây đó mấy chị rút ngực. Mấy chị luồn vô trong cũng được ha. Rút ngực và luồn vô trong. Còn thở là còn gỡ hơn. Rồi tiền, rồi cái chỉ tiền đâu gỡ không Thủy? Rồi cái chỉ là tiền đâu được gỡ không? Rồi đây nè cái con đầm này. Con gái của Bích Thủy ngày hôm qua em kêu sinh nhật mặc đẹp lắm mấy chị. Xeo 120.000. Tí xíu nữa em đi chôm hình con gái nó em về em đăng nha mấy chị coi ha. Sale cho mấy chị 120.000 đầm hoa li ti. Nhưng mà hiện giờ chỉ còn size 70-80kg thôi ha. Bây giờ chỉ còn size 70-80kg thôi. Con gái Bích Thủy nó mặc lên xinh ơi là xinh luôn. Sale mấy chị 120.000. Chỉ còn size 70-80kg mấy chị ơi. Nha yeah. Đầm này chị à còn một con size L nè. Còn một con size L là 60-70kg. 70-80kg đó. Ý còn hai size nha mấy chị nha. Còn hai size. Chị nào chốt đầm này chốt giùm em. My Huỳnh đầm 120. Đầm này đẹp lắm nha My. Đầm này rất là đẹp. Ý còn hai size nha. Rồi con ơi My Huỳnh XL nè. Kiểm tra bên trong. Quá Ngọc Phương sao bà đây ốm dữ ta. My Huỳnh nè. Trà sữa Linda nè. My Huỳnh 120. Đó, giờ làm cái móng tay yêu tôi chi không biết nữa. Rồi trà sữa lên ca XL nè. Chị Thanh Mỹ 120 nè. Má anh ơi Ngọc Phương tròn mà từ 90kg bữa nay còn mặc size L anh. À, Ngọc Phương tròn cái gì rồi múc người ta giam nội. Ngọc Phương tròn size L nè. Đầm Ngọc Trai lấy em 60kg là size L nha chị, là size nhỏ nhất nha. Tự nhiên cái tay xuống ký rồi múc ta, giờ ông múc ở đâu? Quỷ sứ, tự nhiên tay xuống ký rồi múc ta.
Mày thấy ai vô lý giải kỳ vậy ổng không? Vô gì tàn canh với vô lý giải kỳ vậy? Rồi chị Nhung Huỳnh 150 nè. Chị Nhung Huỳnh 150 đầm ngọc trai đen nè. Nhung Huỳnh 150 đầm ngọc trai đen nè. Tết nghèo ổng có tiền bán 20 cái thịt ba rọi. À, Nhung Nguyễn 150. Giá đầm hoa xanh còn size L và XL. Chị nào chốt L là 60-70kg. Chị nào chốt XL là 70-80kg nha mấy chị nha. Là 70-80kg ha. Chị nào chốt thì chốt lên giúp giùm em 70-80kg nè. Tết nghèo không có tiền bán 20kg thì chị bán 20 cái thịt ở đâu chị mấy 75 anh chị em ở đây ta mua với cái cho chị thế bao này ông teo đi XL của Nguyễn Nhi. Dạ lấy cho chị Nhung rồi lùng đứng thì lấy cái XL cho Nguyễn Nhi. Bữa nay Nhi ốm quá trời nè. Nhi hồi đó là mặc size 2 á, mặc size 2 mà 90kg á, nó không chịu ghi luôn, nó quăng là tôi gì trời. Nguyễn Nhi bao này bao này thì không lấy được hết. Bao này thì cột lại không còn mấy bao là tiên hả? Còn mấy bao là tiên? Còn mấy bao bên này là chưa like nè. Ủa like hết rồi hả? Ủa tiền không vậy? Chị Loan bán thì ai mặc những cái mẫu size bay của em đừng bán nha, đừng chơi gì không vui đâu. Hôm nay sale cho mấy chị một mã đầm nhung. Mà thiệt sự mã đầm nhung này không có nhu cầu sale. 300 ngàn sale cho mấy chị, còn một giá là 180 ngàn đầm nhung. Cảm ơn Mỹ Huỳnh. Mà đầm nhung này là mấy chị tranh thủ chốt nha. Hiện giờ đang còn được mấy con nè. Mà đầm nhung em nói mấy chị là lên mã này gọn lắm. Chế nào mà chưa chốt mã đầm nhung đen này nhà em là ghiền lắm mấy chị. Mày chiều nó vô nha, từ dọn dẹp rửa chén đi lấy đồ hả con? Ê, tao hư là mày liệu hồn tao rửa chén hả? Hả, tao nói nhẹ nhẹ vậy cha biết không? Cái đầm nhung này Yên mặc lên gọn lắm mấy chị. À, em ăn kiêng dữ lắm. Cái đầm nhung này mặc lên gọn lắm. Tôi biết rồi, bữa nay tình yêu đến em không mong đợi gì nó mới ốm kiểu đó không? Bà chỉ có hai điều để bà ốm thôi. Một là tình yêu thăng hoa phải ốm, hai là bồ bỏ cái ốm đó. Nó chỉ có hai điều kiện vậy thôi. Đầm là đầm nhung đen, coi thử còn size L không nha. Nó còn size XL hay? Dạ nó không còn size L chứ ơi. Này size gì đây? Em không trông mong. Sợ không còn quần rin á. Ủa Chiến Nguyễn, Nhung Nguyễn là sao? Nhung Nguyễn là sao chị Chiến ơi? Đầm này hết size L rồi. Thông báo đầm này hết size, đầm này đã còn một cái L của ai? Còn một cái L cho chị Thanh nè, Thanh là Thanh Thảo đó. Rồi 180 nè con. Chiến Nguyễn ơi. À Vi là sao ta? Cái gì vậy? Còn cái L Nhung đen. Rồi Nhung đen cho chị Chiến Nguyễn, còn cái size L con này đẹp lắm Chiến. Nói thiệt lòng luôn, con này chế nào mặc lên mà Yên mặc con này cũng đẹp. Mà nhất là cái tay nha, cái tay khi mấy chị mặc lên phơm như công chúa mà sang chảnh lắm ha. Rồi, size L của Chiến Nguyễn nè, hết size L. Size L của Chiến Nguyễn 180. Cái XL mấy chị mặc nó cũng không có rộng nha Thái Huyền, tại vì nó có cái bo bụng á, cho nên mấy chị sẽ gọn vô người mấy chị. Ví dụ ôm vô 60kg nó sẽ ôm theo, mà rộng ra mập ra nó sẽ theo cái lưng thun mấy chị ha. À, nhung đen của Thanh Mỹ XL nè. XL của chế Thanh Mỹ nè. Trời ơi con này đẹp lắm. Tại vì còn có 5 con thì sale thôi. Thanh Mỹ 180. Ai lấy XL báo nha. Thanh Mỹ 180. Nguyễn Nhi 180. Nguyễn Nhi 180. Quay qua đây bấm thôi. Dạ rồi, các chị nào chốt mã này nữa không mấy chị? Các chị nào chốt mã đầm nhung này nữa không? Nó chỉ còn size XL.
vợ Nhung của ai? Dạ vợ Thúy Hà, XL180. Con này chế ra mặt mã này cũng hen. Từ trước Tết tới giờ, cái mã này đã yên may lần thứ hai mà may một lần ra hai màu. Mà may lần thứ hai là em đã bán bị hơi bị đột phá rồi đó. Ha? Ai đột ai phá thì từ từ sẽ biết tiếp nha. Rồi lên mã gì đây Tiên? À, mã này mã vết. Ồ, mã này mà sale cái đùng là mấy chị khoái. Đâu giờ nhà sale chứ sao giờ. Rồi yêu sale cho mấy chị một mã vết 280.000, sale cho mấy chị 180.000 mã vết. Mã vết này mà chế nào công chức công sở rồi khoái khoái chạy nước miếng, chạy nước miếng nha. Cái mã này là tại vì em cầm trúng cái con bị nhầu, để em lấy cái con không nhầu em like cho mấy chị, cho nó lịch sự ra con người. Mã 5 vết. Ê ê. Mã 5 vết 280 xe 180.000 nha mấy chị nha. Ai quýnh bài hù nó ăn nó cho nó buồn vậy. Đây mấy chị đâm vết. Khi mấy chị mặc lên cái tay này là tay phòng, vải này là vải co giãn, cổ là cổ vết và tà xéo. Mấy chị coi tà xéo đẹp không? Ở đây nó có một cái nắp này và đây là tà xéo. Rồi đâm vết kèm số ký giùm cho em nha. Chị Hằng Trần nhiêu ký? 95 ký. Ba hịt, có đứa con ba hịt không Tư? Không còn ba hịt thì lấy hai cho chị Hằng. Phải đi coi dễ dữ lắm. Kêu ra. Trời ơi, đầm vết này phơm với lại mẫu, với lại màu, với lại dáng rất là đẹp nha mấy chị. Phơm, mẫu, màu, dáng cực kỳ đẹp cái đầm vết co giãn này. Chị nào chốt đầm vết co giãn, chốt lên giúp giùm em đầm vết co giãn 280 xeo 180. Rồi lấy hai cho chị Hằng đi. 280 xeo 180. Dạ, riêng ngày khai xuân đầu năm thì tất cả những bill ngày khai xuân đầu năm là đi hết nha mấy chị. Đầm bếp 100 ký chị Thi. Sao chị Thi lựa toàn mẫu em hết, hồi nãy có cái mẫu gì à? Nãy có cái mẫu gì mà Yên còn sai 100 ký. Cái đầm mẫu đầm mà viền trắng á, nó còn có hai con 100 ký luôn mà mấy chị không chốt. Mà mẫu này thì hết sai 100 ký chị Thi. Chị Thi nhiêu ký à? Chiều cao cân nặng đi Thi ơi. Chị Thi ơi, lên cái chiều cao với cái cân nặng giùm em đi. Thì ơi, Thi ơi, Thi biết, biết không Thi? Thì con chim yêu đương là à, cho... Quay lại nhìn tôi coi. Thi vậy? Là chết với đau thương. Thì con chim yêu đương là... Trời ơi, lấy size 2 là chị mặc vừa ôm khít rồi chị nha. Với một cái chiều cao quá ư là đã của chị. Đó. Nè, lấy 2 đi chị Thi. Không tùy chị nha, nếu chị không thích mặc ôm thì chị không lấy nha. Rồi đưa tiếp cái này là gì đây? Thì Thi đã biết có sao Thi buồn. Nói thiệt lòng thì chả thích xeo mẫu này đâu. Nói thiệt lòng là chả thích xeo mẫu này đâu. Nè mấy chị coi em mặc cái mẫu này lên nè. Như công chúa mấy chị. Mặc cái mẫu này lên đẹp như công chúa. Thiệt mà. Mặc mẫu này lên đẹp lắm mấy chị. Cái tay đâu rồi? Mày bớt cừu đi nha. Đây là không có phải như thờ tiểu thư đâu. Đây là làm. Ông nội đâu có còn đâu. Đó. Ông nội mất rồi, nay tối đâu có coi ông nội nữa. Đó. Chúa Giê-xu chứng giám cho con lòng thành của con nha Lùng ơi. Qua làm phụ đây với nhà đang nghèo khổ. Dạ em không gì. Mày nhà Cantola hả? Cái con này nè mấy chị. Mấy chị thấy ở dưới nó xếp đẹp không? Nó xếp cái ly bụng rất là đẹp. Trời ơi, con này mặc lên như công chúa mấy chị. Rút này lại một tí ha. Con này mặc lên như công chúa xinh lắm. Rồi cột cái dây này lại. Rồi xem mấy chị 150.000 cột cái đứa. Cột chặt quá. Cột vừa vừa thôi mấy chị đó, xinh lắm. Mấy chị để cái tay rớt rớt xuống dây nè. Đó. 280 xe cho mấy chị 160.000, ok chưa? 280 xe mấy chị 160. Mấy chị coi cái phiền bụng ở dưới nó làm rất là đẹp nè. Nó làm cái xếp bụng bụng rất là đẹp. 280 xe 160.000. Nốt lại cho chị Thi đi. Số ký chiều cao con nặng đi Thi. 200 nhiêu quên nè. 280 xe 160.000 ha. Chị nào chốt mã này 160 chốt giùm em nha mấy chị nha. Chốt giúp giùm em. Ở trên đó mình còn xếp gì không Thi? Xếp rồi. Xếp gì ạ? À? Còn. Rồi đưa 2 bao cái lại em.
bao này là bao gì ạ? Lai rồi, hai bao kia vô. Đưa chưa có lai. Nãy mày cũng lai rồi mà tao chưa bóc cái hàng luôn á. Cái mã này hồi nãy sale nhiêu vậy? Mã này hồi nãy sale nhiêu rồi mấy chị? 170 hả? Mã này hồi nãy sale nhiêu rồi mấy chá? Mã đầm cổ viền trắng hồi nãy sale nhiêu em quên rồi. Có dúng cái đầm xanh đen là nó không coi dễ là buộc lòng có dúng thun rồi chị. Và những mẫu này thì không có dúng thun nè. 280 sale 180. Đó, những mẫu này thì không có dúng thun nha. Đó. Trăm ra. Ủa mình bán gì 150 vậy? 280 xe 160 chị. 160 nha, xanh đen nha chị. Rồi XL của Thúy Nguyễn con này đẹp lắm nè. Ủa em bán 150 hả? À bán 150 giờ bán 150 rồi. À, một cái của Thúy Nguyễn thành phố, một cái 150 của Trang Nguyễn. Mà cái đầm xanh này đẹp lắm. Đầm xanh này mấy chị mặc lên vừa trẻ trung vừa dễ thương, mà vừa hơi cưng cưng, mà vừa hơi đẹp đẹp chị. Nói chung là dễ thương lắm nha. Rất là dễ thương. Tết em đi mua cho bé Lùng 5 cái đầm. Đầm với áo không mà 2 triệu rưỡi. Mỹ Quỳnh chuyển khoản đi với cọc kẹt đi. Cho Mỹ Quỳnh chuyển khoản với cọc kẹt. Nói chung là hàng bơm giờ chuyển khoản với cọc kẹt thì đi, còn không mà xả. 60 ngàn một áo nha mấy chị. Áo này là 60 ngàn một áo. Nè em lên cho mấy chị áo gấu nè. 60 đến 90 ký áo gấu nè. Nói chung những con này là yên hay mặc cùng với quần sọt có mấy chị ha. 60 ngàn một con. Chị nào chốt áo này 60 ngàn chốt lên giúp giùm em phun giấy nha. 60 đến 90 ký. Em lên cho mấy chị một con áo gáp là 60 ngàn. Cũng 60 đến 90 ký nha, áo gáp. Ai chốt áo gáp à, chốt lên giùm em áo gáp nha. Áo gáp. Em lên cho mấy chị một con áo chữ TH mấy chị, chữ thúi á. Ha, chữ thúi. Đây. Thôi thui sắc thúi 60 ngàn. 60 đến 90 ký, vải thun giấy rất là đẹp. Áo thúi. Ai chốt áo thúi chốt giùm em. Áo gáp vàng 60 ngàn của bé Thái Huyền. Áo lê vít 60 ngàn của chị Xanh Beo. Áo này vải đẹp lắm chứ, Xanh Beo. Xanh Beo 60 ngàn.
chốt giùm em áo túi. Áo vàng gáp của ai? Hồng Yến Ngô Thị 60.000. Hồng Yến Ngô Thị 60.000 con. Hồng Yến Ngô Thị đọc kỹ chưa? Hồng Yến Ngô Thị rồi. Thái Huyền 60.000. TH Hồng Thái Huyền 60.000. Rồi cái này là áo, cái này là áo gu xì vàng nè. Mấy cháu ơi, gu xì vàng. Áo HC70. Áo này là áo gu xì vàng. Con này đẹp nè, gu xì vàng. Rồi áo HC của ai vậy? HC. Áo HC 60.000 của bé Tú Quỳnh nè. Không, TH chứ không phải HT. Chị comment lại đi rồi em bán. Thông báo với mấy chị là Tết năm nay chị Tú Quỳnh không có cơm ăn, không có áo mặc, cho nên từ 100kg còn có 90 mấy ký nha. Của xì vàng 60.000 của bé Thái Huyền. Cái này là áo gáp trắng nè mấy chị. Cái này là áo gáp trắng nè, đẹp không? Rồi mặc mấy con này với quần sọn đẹp lắm, gáp trắng. À chốt gáp trắng, chốt lên em gáp trắng. Em lên nha mấy chị, chút cho coi lại đầm đen cũ viền Nha Yên. Nghe nói còn 100kg đầm đen cũ viền. Còn 100kg là đầm 150 đây. Rồi cái này là áo lên vịt nè, đẹp không? Áo Paris với lộn Paris. Paris gáp trắng của Thái Huyền màn cửa nè. Gáp vàng và lê vịt nè. Gáp trắng của ai? Gáp vàng lê vít còn nè. Lê vít. Gáp vàng. Lê vít là gáp vàng của chị Cao Ngọc Huệ nè. Dạ đầu năm ý Yên xin mấy chị cho ý Yên đi bill đầu năm đi hết nha. Không dồn bill được không mấy chị? Được không? Thương Thương nói được giùm em cái mấy chị. Cho nó đầu năm nó suôn sẻ chút cái được không mấy chị? Em chỉ xin mấy chị một ngày thôi. Thúy Cẩm Trương gáp trắng nè. Thúy Cẩm Trương gáp trắng của Thúy Cẩm Trương 60.000 nè. Ba Sri, ba Ba Sri của Xanh Đeo. Ba Ri ơi, em ở đâu mùa này em ơi? Ba Ri của ai vậy? Ba Ri của Xanh Đeo nè. Của đâu ngoài đâu? Chị Cao Ngọc Huệ trước Tết 100.000 ở đây. Ba coi tụi chị Cao Ngọc Huệ trước Tết có chuyện hoãn hay gì không nha? Ba Ri vậy không có nói gì là không có chuyện hoãn. Ba Ri ơi, em ở đâu giờ này? À, ba Ri ơi. Áo HC còn nè. Dạ chốt giùm em là áo chữ xanh nha. Áo chữ xanh 60.000. Dạ ba Ri đây, ba Ri một chồng. Ba Ri một chồng. Ba Ri của Ly Nguyễn 60.000 nè. Ba Ri của Thái Huyền 60.000 nè. Cảm ơn chị thể thao Thanh Y. Rồi gáp vàng của Nhung Lâm thành phố nè. Gáp vàng của Nhung Lâm thành phố nè. Gáp trắng của Mi Son. Gáp trắng. Chữ xanh. Để em đi kiếm gáp trắng rồi nha. Chứ gáp trắng em thấy nó hết rồi nè. Chị ơi, ai chốt gáp trắng vậy? Lê Vít cà phê sữa nè, ngang vải đẹp lắm. Lê Vít cà phê sữa đó đưa lên thì cái chị ứng gì chốt nữa. Rồi gáp. Gáp này nó còn màu này nha chị. Hết gáp trắng và Mỹ Son nó còn màu cà phê sữa đó. Rồi Mỹ Son 60.000 nè. Ok luôn. Lê Vít trắng của chị. Lê Vít trắng của chị Thúy Nguyễn. Hello em yêu. Cảm ơn tập con gáp Thúy Nguyễn thành phố nè. Lê Vít trắng nè. Ba Ri của Tú Quỳnh nè. Ba Ri 60.000 của Tú Quỳnh Quỳnh nè. Ba Ri của Tú Quỳnh nè. Lê Vít nào vậy? Hello chị Lan Trần. Lê Vít cà phê sữa hả? Thái Huyền. Lê Vít cà phê sữa hả Thái Huyền? Rồi Lê Vít cà phê sữa của Thái Huyền 60.000 con. Cái con Lê Vít cà phê sữa này vải đẹp lắm mấy chị. Cái con Lê Vít cà phê sữa này vải đẹp lắm. À, hello hello chị. Cái con này là mấy chị nên chốt nè, vải đẹp vô số kể. Cái con chữ xanh cũng đẹp nha mấy chị. Cái con chữ xanh thiệt sự nó còn có hai cái Louis và tông đó mấy chị. Con này đẹp lắm, chữ xanh nè. Ha. Đó. Paris 80kg vừa chị. Paris 80kg. Ủa nãy Mỹ Son lấy gì ạ? Mỹ Son lấy con. Nãy Mỹ Son lấy ghép trắng rồi.
rồi giờ thêm con Paris nữa không chị, là 60.000 của mi son nữa nè. Con này đẹp lắm chị, mi son rồi, mi son 60.000 nữa. Dạ ok chị Cao Ngọc Huệ. Dạ xanh beo 60.000, áo chữ xanh nè, 60.000 của xanh beo. Dạ hai con của chị mi son tổng cộng hai con ha, của chị mi son tổng cộng hai con. Dạ ok chị, rồi yên lên nha mấy chị, một mã nha, một mã là chốt giùm em Levi's xanh đen đó, 60-90kg nè. Mấy con này mấy chị mặc sọt, cái vải nó nhẹ nhàng lắm, cái vải cái thun giấy nó nhẹ nhàng, nó mềm mà nó không có làm mấy chị thấy nắng và thấy cóng. Có nghĩa là thường thường mình mặc áo mà hơi ôm nó sẽ nắng 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 khúc sau, nhưng mà những mẫu này nó làm cho mấy chị không thấy nắng và không thấy cục 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 ha. 60.000 chốt giùm em Levi's cà phê sữa 78kg, Levi's cà phê sữa của Mai Duyên nè, 60.000 của chế Mai Duyên. Dạ rồi, Levi's xanh đen, Levi's xanh đen còn được mấy cái nha. Levi's xanh đen của chị Thanh Thúy Lê nè, Levi's xanh đen của chị Thanh Thúy Lê. Cối này mà lỡ nè, nè, Levi's xanh đen của chị Thanh Thúy Lê 60.000, 60.000, con này dễ mặc lắm, con xanh đen nè. Mà cái vải nó rất là đã nha, em không có diễn tả được cái vải đâu. Mà khi mấy chị cầm về, mấy chị mua rồi, mấy chị cầm về tay, mấy chị mới thấy con vải này nó đã. Mỹ son Levi's xanh đen nè, Mỹ son, Mỹ son Levi's xanh đen, Thái Huyền Levi's xanh nè, Thể Thao Thanh Y Levi's xanh nè, Cao Ngọc Huệ Levi's xanh nè, Thúy Nguyễn Thành Phố Levi's xanh nè. Dạ rồi còn ai nữa không mấy chị? Còn ai không nè? Hết chưa? Hết chưa quý vị ơi? Hết chưa? Cho em xem mẫu, mẫu gì Chiến ơi? Mẫu gì em? Đây là Levi's xanh đen. Mấy con này mấy chị mặc phom rộng, phom ôm thì gì cũng đều đẹp, là vải đẹp lắm. Cái quan trọng là rất là xinh nha mấy chị nha. Cái quan trọng là vải rất là êm. Nói chung là chị em mặc nhà mình mặc rất là sướng nha. Bảo Linh có xe quần tay chính tắc. Quần tay chính tắc riêng đâu còn đâu, chỉ có quần tay là hàng Việt Nam xuất khẩu thôi. À, Levi's xanh của chị Bảo, của chị Bảo Linh nè, 60.000 của chị Bảo Linh nè. Rồi bây giờ em còn mấy con Paris đen, 1, 2, 3. Ý em còn 3 con Paris đen, 3 con Paris đen. Ý em mặc 1 con và bán cho mấy chị 2 con ha. Rồi bán cho mấy chị 2 con. Nó có màu trắng, màu cà phê sữa và màu xanh đen à chị Hậu à. Dạ Paris đen còn 2 con, Ý em bán cho mấy chị 60 nha. Paris đen, Ý em 1 con, còn mấy chị 2 con. Levi's xanh đen với lại trắng của chị Thu Nguyễn Thúy, hai con này là bằng một con thôi. Thúy Cẩm Trân, hai cái Paris đen của Thái Huyền nè, hai cái Paris đen của Thúy của Thái Huyền rồi. Ý nhường con của chị, của các em cho chị Thúy Cẩm Trân, Thúy Cẩm Trân một con, Thúy Cẩm Trân một con. Dạ em lấy áo cho chị Thúy Nguyễn Thúy nha, một con Levi's xanh đen và một con Levi's trắng. Dạ hai con của chị Thúy Nguyễn Thúy, Thúy Nguyễn Thúy nè. Dạ inbox cho em xin, inbox cho em xin địa chỉ số điện thoại, đừng cho địa chỉ số điện thoại trên line nha. Dạ em có chào chị Thúy á, em có chào hai chị Thúy á, Thúy Nguyễn, Thúy Nguyễn Thúy á, con kéo lên Thúy Nguyễn Thúy. Dạ rồi à, sáng em có nhận 500 anh ơi. Nó của chị Thể Thao Thanh Y sáng những khoảng 500 em có báo anh á. Là chị Thúy Nguyễn Thúy là 2 cái luôn đúng không? Đúng rồi, 2 cái 120.000. Ủa bà Linh Trịnh đi, phải phải Linh Trịnh không vậy? Phải Linh Trịnh nhà mình không vậy? Bà đi đâu đây vậy? Kêu Ngọc Cao. Đi đi đâu đây vậy bà nội? Rồi mấy chị có muốn lên mẫu nào nữa thì báo em nha. Em còn 2 con gác màu cà phê sữa đẹp lắm nè mấy chị ơi. À Paris còn một con cho chị nào nè, Paris còn một con cho chị nào nè, của chị Ly Nguyễn. Ly Nguyễn này có bill gì ạ? Rồi Ly Nguyễn 60.000 nè, Paris còn con nữa nè, Thanh Thúy Lê 60.000 nè, Thanh Thúy Lê 60.000 nè, Thanh Thúy Lê 60.000. Ủa Linh ơi, rồi tao nói chuyện sau á. Cái bánh tráng đó mày muốn tao gửi về trước để mày đóng thùng luôn, hay là vô đây lấy để đóng thùng cũng được Linh?
rồi, có xếp không chị? Dạ, để em lên cái xếp này cho chị xem nè. Chị Chí Nguyễn chuẩn bị nè. Ý, còn ba cái con áo gáp màu cà phê sữa rất là đẹp, mà áo này 60.000, mai mốt đi kiếm không có mấy chị ơi. Áo này mà Yên sale 60.000, mai mốt mấy chị đi kiếm không có đâu, nói thiệt lòng á. 60-90kg mặc vi vu luôn, 60.000 nha. Lo bán hay tính sau. Không bán nó cũng vậy à, bán nó cũng nhiều đó, không bán cũng nhiều đó. Cuối cùng mà cuối năm ông Phước cũng phải đi làm gái thi mà mày. Gáp cà phê của chị Bảo Linh nè, 60.000. 60.000 của bé Mai Ngọc nè, rồi còn một con nè. Thấy thấy Nhi, à, Nhi hỏi là áo đen em vừa, những áo này 60-90kg á, em vừa hết á, nha. Hả? À, lẹ đi mấy chị gáp, à, gáp cà phê sữa của Hậu Nguyễn nè, rồi ba chị. Gáp cà phê sữa của Hậu Nguyễn. Em có, em còn hai con Levis nha, hai con Levis cà phê. Mỹ Duyên, hai con Levis cà phê mấy chị. Đây là hai con Levis cà phê nè, còn đúng hai con Levis cà phê là hết rồi. Hai hay ba con gì đó, dạ ba con. Rồi ba con Levis cà phê quý vị ơi, ờ à, nhiều lắm, nhiều lắm. Levis nó có Levis trắng, Levis cà phê và Levis xanh đen, ai chốt gì chốt nha. Đó, Levis cà phê của chế Hoa Quỳnh nè, trời ơi, nãy giờ chế Hoa Quỳnh mới săn được con á. Hoa Quỳnh nè, 60.000. Ờ, dạ. Rồi ba ri trắng cũng còn vài con nè, ba ri trắng đẹp lắm. Ai chưa thấy ba ri trắng thì cứ nói lên đi, chốt nha. Ba ri trắng còn đẹp lắm mấy chị, ba ri trắng đẹp mê mẩn luôn, đẹp vô cùng tủ quốc ta ơi, mà vải đẹp lắm nha, chứ không phải phải tung cách thiệt đâu. Ba ri trắng đó chị Hoa Quỳnh chốt con này về mà ký sọt nè, đẹp vô cùng tủ quốc ta ơi luôn. Rừng cọ đồi chè đồi thống bát ngát. Lúc chiều lướt Facebook thấy chùa ở quận 5 mê quá, để xem vô 2 ngày có đi được không. Chùa này năm nào chùa cũng đẹp, năm nay chùa của cô Nhuận Huyền cũng đẹp lắm. À, mấy hôm trước có mùng 1 và ít khách à, năm nay mùng 1 mà 700-800 khách ở chùa cuối núi cũng vui, cũng vui. Ý Yên còn con áo ba lỗ nè, thôi bán cho 60-85kg, còn một con áo ba lỗ mấy chị coi vải là đẹp không. Còn một con áo ba lỗ bán cho mấy chị, áo ba lỗ NY bán cho mấy chị 60.000 luôn. Còn một con áo ba lỗ là hết nha, hết áo ba lỗ rồi đó mấy chị. Áo HP hình như Yên còn cái chị áo HP nè. Rồi 60.000 của chị Hoa Quỳnh nè. Chị Thu Thảo Lê, một Paris, một Levis. Một quà Levis cà phê sữa nha chị, một Paris. Rồi, à, của chị Thu Thảo Lê hai con, nó con thấy Thu Thảo Lê không? Rồi áo ba lỗ 60.000 của Thái Huyền, ba lỗ mình còn bao nào không Ti? 60.000 Thái Huyền, đợi chút xíu nó kiếm cái bao áo ba lỗ để về mấy chị mặc quần sọt cho nó đẹp ha. À, có áo có cổ đợt này em may nhiều lắm mấy chị, mà đợt này chọn chuồng áo lẻ với chuồng xếp bộ là đợi em nha. Ủa có giấy tờ là năm nay anh Liếm bay rồi hả? Ủa sao vui vậy? Ủa năm nay bay luôn hả? Rồi chết rồi. Ủa Liếm bay nhớ em có bánh xe cho dành rồi Liếm. Áo ba lỗ kiếm cái áo này nè nè Tây. Áo này lỗ gì khóc rồi. Rồi áo ba lỗ nhiều mẫu lắm mấy chị. Rồi đợi em phát cái mẫu này qua rồi em hốt mấy chị nha. Rồi em đưa ba lỗ, ai đang chờ ba lỗ đợi. Thiệt sự là cái lô này là bên Quảng Châu nó không có còn nha. Có biết khoảng cỡ tháng mấy không lên. Ê em còn con mã đẹp nè, chốt giùm em mã này đi rồi lên ba lỗ cho. Vậy mà đủ má không báo tao mày. Rồi chốt cho em là áo chữ đen, nó còn có một con thôi. Áo chữ đen còn một con 60.000. Ai chốt được mẻ này là mê nè. Thâu vậy cũng mừng, thâu ở ngoài đó lo sắp xếp giấy tờ đi. 21 vô đòi bánh xe. Cái hàng mày vô Sài Gòn á Linh. Mày chừng nào mày muốn gửi hàng vô hết Sài Gòn mày nói tao đi, tao kêu cái thằng hồi bữa gửi trẻ cho mày, nó ra nó chở hàng thẳng vô Sài Gòn nha. Phí cước rẻ lắm. À cái thùng của mày gửi về tới sông Cầu cũng có mấy chục ngàn à. Mày nói tao, tao kêu nó tới chở cho. Áo chữ đen của Nhi Uyên nè. Cho vợ chồng mày đi cho nó khỏe. Rồi lên áo ba lỗ nha.
mua xong rồi bơm mát nhơn lắm ha. Thâu bơm, bán bơm cho biết sao giờ. Nè ba con nè, cho cờ anh nè. Tôi nói thiệt, cái áo này là tôi để dành nhiều nhất nè. Con này khỏi bán. Rồi 60 ngàn một con, ba lỗ 60-85 cái áo Levi's nè mấy chị. Áo Levi's chữ đỏ nè. Rồi ba lỗ Levi's 60 ngàn. Áo chữ đen con này yên mặc với quần sọt bao đẹp luôn á. Con chữ đen bự rồi nè. Mấy chị coi vải chữ đen là đẹp không? Rồi chữ đen bự 60 ngàn. Chữ đen bự 60 ngàn. Tới đó nó có xe đón hết rồi Linh à. Tới đó nó có xe đón hết cho nên này. Hồi nãy Hồng Yến mua Thùy lấy con áo này rồi bé Lùng ơi. Nãy Hồng Yến mua Thùy lấy con áo nè. Nè ba lỗ của Hồng Yến mua Thùy nè 60 ngàn. Dạ chữ ba lỗ chữ đen của Nhi nè. Ba lỗ chữ đen của chị Nguyễn Nhi nè. Mấy con này mặc hộp đẹp lắm. Mấy chị tranh thủ chứ qua đợt này là hàng Quảng Châu nó không có. À, chữ đen của Chiến Nguyễn nè. Lấy cờ anh của em luôn hả chị? Rồi cờ anh nó cho chị Chiến Nguyễn 60 ngàn luôn nè. Chị Chiến Nguyễn sửa thành 120 đi con. Cờ anh này hàng hiếm lắm mấy chị. Thật sự là cờ anh là hàng hiếm nha. Nè con này cũng hàng hiếm nè mấy chị ơi. Con này 60 ngàn là con này 30 chị đen to. Từ từ nha. 30 chị đen to. Ba lỗ. Ba lỗ chữ đen to. Mặt nó sẽ bị ôm ly. Nè tôm mì nè đẹp không mấy chị? Tôm mì. Tôm mì nha. Ba lỗ chữ đen to. Rồi của chị Thanh Thúy Lê nè. Đang cầm của chị Chiến Chiến Nguyễn tôm mì. Chiến Nguyễn 60 ngàn Mickey nè mấy chị. Để em kiếm tôm mì nghe, chứ tôm mì là nguy cơ là hết rồi đó. Nào hát vậy? Con còn lấy chồng. Nhỏ là còn lấy chồng vậy. Tôm mì có rồi. Ê, lo cho mấy chị thật mẻ. Ba lỗ Mickey 60 ngàn. Ba lỗ Mickey đẹp không? Cưng không? Hơi bị xinh luôn nha. Hơi bị xinh. Con này chị gì 85kg, 1m5 mặc được nè. Con gì chị vậy đây? Chị Ly Nguyễn. Chị Ly Nguyễn mặc được con này nè. Con ba lỗ Mickey nè. Dạ yên có một con cờ Mỹ, cờ Anh, cờ siêu nhân nè. Chốt giùm em áo London. Đẹp không? Rồi áo London 60 ngàn London. Mickey của Thái Huyền nè. Mickey của Thái Huyền 60 ngàn nè. Em xa bông tay. Cờ Mỹ của Thái Huyền 120, sửa lại thành 120 luôn, khỏi in con. Em lên cho mấy chị một cái con Mickey của Ly Nguyễn 60 ngàn nè. Biết sao dắt con dai không? Tại vì con đó đo sai rồi, để riêng cho Ly chứ không mất công á. Rồi con này nè, đẹp không mấy chị? Con này vải đẹp lắm nha. Con này Uzi nè, đẹp không mấy chị? Vải đẹp lắm. Mấy con này mà mấy chị mặc đi tập thể dục là mồ hôi nè. Mặc với sọt mà đi tập thể dục là hơi bị đã luôn mấy chị. Mà là mấy con này nè, Gucci. Chốt giùm em Gucci trắng. Mấy cái form xanh đen này thì nó khoảng cỡ tới 80kg là được rồi ha. Xanh đen. Xanh đen Gucci khoảng cỡ 80kg là được rồi nha. Xanh đen Gucci mấy chị. Ờ Gucci này của Ngọc Phương Trần. Con này mặc sọt đẹp lắm Ngọc Phương Trần. 60 ngàn của Ngọc Phương Trần. Nè em có một con xanh đen cờ anh nè. Nhưng mà khoảng cỡ tới 80kg là được rồi ha. Thật sự là cỡ yên là được 80-82kg là được rồi. Xanh đen cờ anh. Xanh đen cờ anh. Gu xì trắng. Gu xì của chị Thiết Thanh, để yên kiếm nha. Em ơi nếu mộng không thành gì sao. Mùa chai thuốc chùa cuộn vô là. Rồi gu xì của chế Thiệt Thanh nè. Xanh đen 60 ngàn của Ngọc Giang nè. Tiếng Thanh, xanh đen 60 ngàn của Ngọc Giang. Nè, làm ơn, làm phước, hốt với con. Ủa, xanh đen màu gì vậy? Xanh đen gu xì nè con ơi. Xanh đen gu xì nè con. Xanh đen gu xì nè. Rồi, còn một con xanh đen cờ anh. Ai hốt, hốt nha.
Lên cho mấy chị một con áo chữ lớn Gucci. Lên cho mấy chị một con áo chữ lớn Gucci đó. Coi vải nè, coi mẫu nè đẹp không. Con này ý yên có hai con. Chốt giùm em là chữ lớn. Chốt giùm em là chữ lớn nha. Chữ đen xanh, chốt giùm em chữ đen xanh. Một con. Đen xanh có một con. Để con thử có được mấy con, hai con. Ngọc Hương tròn gì bữa nay còn có eo 82 vậy trời. Má ơi. Đợi chị Hương ơi, đợi đi. Đợi hàng về. Chữ đen xanh của chị Thiệp Thanh nè. Rồi 60.000 của chị Thiệp Thanh. 60.000 của chị Thiệp Thanh. Ủa chữ London có ai lấy không? Không lấy em chốt. Rồi chữ đỏ xanh đen còn ai lấy không vợ? Còn ai lấy thì báo lên giùm em. Em cảm ơn. Mấy con này là em đem về em cất hết. Cất để dành mặt qua đợt này đâu có áo. Mấy chị ơi, nói mấy chị nghe nè, nói thiệt lòng á, em đừng nói gì vậy. Cái gì áo hồng này. Ê, 60-80kg có đúng con eo vì hồng nè. Có đúng một con trong cái bao đồ thôi nha. Hết rồi đó. Có đúng một con trong cái bao đồ thôi. Là hết rồi đó mấy quý vị à. Hết nha quý vị. Không còn gì để mất đâu nha. Nếu là chim. Ê, nói nè, cái con Levi's đỏ nó đẹp quá trời quá đất luôn mà không ai chốt. Lên vít đỏ nó đẹp ơi là nó đẹp. Nó đẹp vô cùng cũ mất ta ơi luôn. Không ai chốt. Nghe được không? Thì xã gì thì xã Vĩnh Cửu. Rồi Tây ơi, đưa hai bao áo thun xuống nhà dưới Tây. Rồi Yên lên một mẫu set bộ nữa là Yên xuống hai nha. Ngày đầu bình yên là hạnh phúc rồi mấy chị. Ngày đầu bình yên là hạnh phúc. À, tí xíu nữa mấy chị nào mà thấy bill nào ý Yên không làm là ngày mai mấy chị tự khắc vô mua thêm ha. Tại vì ý Yên sẽ sale rồng rã trong vòng một tuần lễ. Và ý Yên sẽ sale những mẫu đầm hàng Việt Nam xuất khẩu. Nói chung là kho nhiều lắm mấy chị. Là sale những mẫu đầm hàng Việt Nam xuất khẩu. Tại vì ý Yên sẽ trẻ cái nhà này ha mấy chị ha. Rồi em lên lại. Bích Thủy nãy nói gì ta? Bích Thủy hỏi khi nào lên dép hả chị? Tết mang dép của shop ai cũng khen chị Kiều Thu. Em còn được chắc khoảng cỡ 30-40 đôi hàng sale đủ loại. Nhưng mà đợi em nha chị, em sắp xếp em sẽ sale. Trưa ngày mai em vẫn sale túi sách và giày dép cho mấy chị ha. Tối mai vẫn là lên quần áo. Tại vì em nói với anh Phước rồi nay tại vì cái nhà này trẻ, vợ chồng em quay về cái nhịp sống ngày xưa. Cho nên là không có phải là áp lực quá. Em không có một ngày nghỉ luôn. Đó, mấy hôm thì vừa nhân viên, vừa nhà, vừa cửa nó nhiều á mấy chị. Thì bây giờ là nói là thôi vợ chồng, bé Lùng cũng sẽ làm lại. Thì bây giờ vợ chồng với con làm vừa đủ là đủ. Chứ bây giờ tại vì ba cũng mới mất rồi, không có phải lo tiền thuốc chị bậy nữa, không có phải căng thẳng. Ý là cũng muốn em thoải mái một chút thôi mấy chị. Lấy em hai cái gì chị Tú Quỳnh ơi? Đây nè Thủy ơi, cái đầm này có size tới 100kg rồi mà đẹp lắm Thủy. Con này rất là đẹp, nó đẹp từ form tới dáng tới tay và vải co giãn luôn. Ba mẹ con mặc đầm này được. Xe còn có 150 thôi, cho nên tranh thủ chốt nha. À, Tú Quỳnh lấy thêm hai cái là lấy cái gì Tú Quỳnh ơi? Lấy thêm hai cái gì? Áo giùm ha. Ở đầm này ở đầu lấy Yên có xe cho mấy chị 280 xe 120 nè. Là đầm này bây giờ chỉ còn size 80-90kg thôi nha. Đầm này nói chung là mấy đứa trẻ thì nó còn phát triển thì mình cứ đầm đầm bán cho mấy chị vậy là vui là hạnh phúc rồi. Ha mấy chị ha. Rồi đầm này là còn size 80-90kg 280 xe 120. Chị Tú Quỳnh lấy thêm hai cái là hai cái gì báo em nha. Rồi bây giờ em sẽ lên mã này cho mấy chị nè. Mã này là 250.000 một bộ. Thôi bây giờ Yên sale 120 cho hết hàng nha mấy chị. Vải đẹp lắm. Bộ này vải rất là đẹp. Bộ FF này vải đẹp lắm. Hình như nó còn lẻ size. Hình như nó chỉ còn size từ 60-80kg thôi. Còn hai size. Size L và XL. Dạ ok, hai cái quần mặc váy. Lấy em hai cái đầm đen, hai quần mặc váy. Quần mặc váy mình đâu còn, quần mặc váy hàng chưa về chị. Lấy cho chị đầm đen nhiêu ký chị Tú Quỳnh ơi? Đầm này 2x250 của chị Anh Nguyễn nè. Chị Anh Nguyễn ơi, bữa nay chị lên chiều cao cân nặng chính xác cho Yên đi. 85kg, vẫn 85kg hả chị Anh? Chị nào mà có sụt ký thì nhớ báo em nha.
mấy đồng nè. Vải đẹp lắm chị anh. Vải đẹp, phơm đẹp, dáng cũng đẹp nữa. Mỗi tội là bị mắc phong long. Kim kim tuyến để chuyển khoản. Chút nữa đi bill kim tuyến luôn kìa. Sen đá cọc kẹt trăm. Đi luôn. Mấy cái bill này coi đi hết nha. Dạ hai à, chị Tú Quỳnh lấy đầm đen sai chị ạ. Sai chị là sai 100kg á ha. Sai chị sai 100kg á. 80-90 đến 100kg là sai chị luôn á. Ba mẹ con tết tết mặc ba cái áo Quảng Châu đẹp quá trời. Hồi bữa em định lấy mẫu kia nè. Mẹ em nghĩ mẫu kia thì hai đứa nhỏ hợp chị không hợp. Cuối cùng em chọn qua mẫu cái nơ 150.000 con Tú Quỳnh. Dạ bộ này là áo có cổ nha. Bộ này là áo có cổ yên. Chưa đưa áo lên cho mấy chị không. Bộ này là áo có cổ mấy chị ơi. Bộ này đẹp lắm. Em nói thiệt mà bộ này vải đẹp mà mẫu áo cũng đẹp. Rồi 250.000 yên xeo mẫu này cho mấy chị 120.000. Chốt giùm em bộ đùi FF. Bộ này vải rất là đẹp nha. Bộ này vải co giãn mà cái vải của nó rất là mát. Cái mẫu của nó cực kỳ đẹp và cực kỳ thể thao nha mấy chị nha. Rồi chốt cho em cái bộ FF này giùm em. Bộ FF này là 250.000 sale cho 120.000. 250.000 sale 120.000 bộ đen. Giá nào chốt bộ đen thì chốt lên giúp giùm cho em bộ đen nha mấy chị nha. Những cái bill nào mà chưa cọc kẹt, chưa chuyển khoản thì cái đó phải gì? Size L của Ngọc Phương Trần này 120. Rồi mở lấy bộ đùi 80kg. Mấy ba này để im luôn anh ta. Rồi bộ đùi 80kg của ai? Của Mỹ Son nè, bộ này đẹp lắm Mỹ Son. Bộ này vải áo với vải quần là tuyệt vời luôn. 120 của Mỹ Son nè. Bộ đùi của Nhung Lâm thành phố nè. Nhung Lâm thành phố này. Vì hồi bữa em nói em định nói gì chị Võ Phúc quên quên rồi. Bên Lý Yên có xưởng á chị Võ Phúc. Chị muốn may hàng giá rẻ hay cái gì hay muốn may hàng size gì cứ kiếm mẫu đi. Nếu là được Yên gia công cho. Nói chung là nếu mà chị kết hàng bên em á, hoặc là chị muốn cái nguồn hàng Việt Nam xuất khẩu á, mà áo rẻ. Nó rẻ mà mẫu đẹp á, mà bộ xích bộ đồ bộ nhà rồi đó thì em cũng có nguồn. Nhưng mà tại vì em cái tính của em á là em thích mẫu gì em mới bán mẫu đó mấy chị, kiểu gì đó. Bộ đùi 75kg của chế Kỳ Thu Ít L. Ít L của Kiều Thu. Thái Kiều Thu. Nói chung là sĩ cũng như sĩ khác thôi chị. Mình em cứ lời 5.000, 10.000 nhiều lúc cũng phụ ship nữa. Nói chung là cũng không, cái quan trọng là em không quan trọng là em bỏ sĩ nha. Em không quan trọng bỏ sĩ. Cái quan trọng của em là một ngày em bán 5 bill, 10 bill là gia đình em không phải ra ngoài đường lao động nắng vất vả là được cây chị. Chứ em không có ham hố nghe mấy chị. Đó, đúng rồi, lấy L. Ngọc Hương lấy, đổi cho Ngọc Hương ít L đi anh. Dạ Kiều Thu một bộ nè. Rồi có chị nào lấy nữa thì báo em nha. Dạ đâu có cảm ơn. Thì em bán chị em cũng kiếm được bịch sữa bịch tả vậy thôi chứ cảm ơn gì chị. Nhưng mà tại vì cái tính em thì nguồn hàng thì em nhiều lắm. Nói chung là có những nguồn hàng có những chỗ rất là có tâm luôn mấy chị. Cái tính em với tính chị giờ sơ bồ sụp bộn đâu còn thích đâu chị Phúc. Thiệt lòng luôn á. Không còn thích. Rồi ngày hôm nay cảm ơn mấy chị. Ngày hôm nay có khi lượt view của em lên tới 200. Vẫn cảm ơn mấy chị. Cảm ơn về lượt chia sẻ. Cảm ơn tới bây giờ buôn bán. Tới đây là năm thứ 6. Vẫn có rất là nhiều chị theo em ủng hộ. Dẫu cái mỏ em nó hổn nó hơi giật giật đó. Nhưng mà mấy chị vẫn theo ủng hộ. Cho nên là vẫn gửi lời cảm ơn đến cho mấy chị. Từ tao nói cho hết câu cái gì tay đủ. Má nó cầm cái máy sẵn rồi nó bấm. Rồi chào mấy chị. Ngày mai ai muốn sale túi sách ai muốn lên túi sách này kia thì trưa ngày mai nha. Ừ.
Rồi. Bye bye mấy chị nha, mấy chị hẹn mấy chị ngày mai gặp lại những mấy cái view nào mà mấy chị thấy em không chụp hình qua là ngày mai vô mua tiếp ha mấy chị ha. À, tại vì có những view nó có mới có 60.000 thì nói đi cũng không được. Rồi vậy đi, chào mấy chị, chào thân ái và bóp giá, view nào trên 100.000 cái em đi hết ha. Cảm ơn mấy chị, ngày hôm nay khai trương rất là thuận lợi và rất là tốt. Không có chị nào vô là chị Yên ơi đổi cái này đổi cái kia là cũng may mắn lắm. Tại vì có những chị mà hơi xà lơ tí xíu, hơi tê tê chút xíu, nhưng mà cũng không trách, tại vì chỉ cần một cái túi sách bán đầu tiên mà suôn sẻ là ý Yên là thấy mọi việc nó suôn sẻ rồi. Không cầu toàn lắm đâu mấy chị. Mất dạy không đủ má, thở nên đi cái bụng. Ông cứ kìa. Tôi kêu bà thở, thấy bà nói một giây tắt thơ nữa. Quỷ chồng mất nó thiệt, chứ kêu thở cái nên địch cái bụng nó cho mình hít thở luôn. Còn ai nói gì nữa không? Thân ái mấy chị hả mấy chị? Ôi, không có sai chá. Dạ đúng rồi kêu thôn, đúng rồi chá, đúng rồi chị. Nói chung là chị nhắn hai bên, chị nhắn bên này cũng yên trả lời, mấy đứa nhỏ không được trả lời tin nhắn đâu. Tại vì tin nhắn là em trả lời rồi em theo chị. À, còn ba khách đặt hàng, khách nói chuyện rồi là em hết á. Chỉ có khi nào em nói, khi nào đang bán hay nào mà khách nào đang hỏi thì em sẽ kêu tụi nó trả lời thôi. Còn lại là yên hết, cho nên mấy chị nhắn bên nào thì cũng em trả lời. Kiều Thu nhắn tin ở Finmay này luôn đi cho em dễ xử lý bill nha. Rồi chào mấy chị. Rồi chào mấy chị, mấy chị.